Gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ. Sỏi đá trong em từng giờ, nghe buồn nhịp chân ba vơ. Ngày mai em đi, trời ơi, biển nhớ em quay về nguồn. Gọi chung sương gió ngập hồn, bàn tay trắng gió mưa xa. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng. Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ. Đàn đêm cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu. Còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương đâu, mình cũng xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi. Vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghe anh xin hiểu cho em. Tình trái ngang nên tình ở xuyên. Cho anh cho em để một người vui vơi đời. Mãi mãi cách xa nhau rồi, vì yên liên phút giây không rời. Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời. Đó này ai kín suối hai người. Thà đừng biết nhau thì thôi. Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm. Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tình xa. Ngày mai em đi, thành phố đêm đèn vàng. Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương. Giờ những thứ xưa xin trở cho anh. Trời đã phân chia tình nghĩa không. Đi em đi, đường anh đi, anh đi. Kỷ niệm vui theo tháng ngày. Ngày mai em đi, thành phố mất đêm đèn vàng. Nửa bóng xuân quang ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương. Đường em đi, em anh đi kỷ niệm
Quá tuyệt vời. Có thể nói rằng một tiết mục mở màn quá ấn tượng đi. Tôi thấy rằng các vị giám khảo đã đứng lên hết. Và cũng thật là khó để mình có thể hình dung được rằng hai dòng nhạc này có thể kết hợp lại được với nhau. Một bài là của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Biển Nhớ. Rồi một bài là của đoạn nhạc sĩ Tú Nhi, Đoạn Cuối Tình Yêu. Hai dòng nhạc ngỡ là không có một điểm tương đồng nào cả, nhưng mà phải nói rằng qua bàn tay của giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Minh Vi đã khéo léo kết hợp tạo thành một cái bản liên khúc cực kỳ hay, vô cùng ấn tượng. Và một tràng pháo tay nữa ạ. Không biết rằng các vị giám khảo ở đây có nhận ra được rằng các thí sinh của chúng ta đang hóa thân thành ca sĩ nào hay không ạ? Chỉ đi, chỉ từng người đi, giám khảo sẽ nói cho. Dạ, ví dụ như anh đẹp trai này. Quang Dưỡng. Wow. Chị áo dài tím. Tâm Đoan. Còn chị này. Khánh Ly. Và anh chàng này. Mạnh Quân. Trời ơi. Trời ơi, Như ơi, anh tính làm khó giám khảo chút xíu mà cái bộ không được. Bởi vì các bạn ấy hát quá giống đúng không ạ? Và trong từng phần trình diễn, các vị giám khảo có nhận xét hay có góp ý cho các bạn như thế nào hay không? Mời Trấn Thành trước nha. Các bạn vừa tạo ra một cái lịch sử nho nhỏ cho chính bản thân mình. Và bản thân khán giả và cả bốn vị giám khảo ở đây cũng vừa cảm thấy thổn thức vô cùng vì cái cách kết hợp âm nhạc này rất là hay, tinh tế. Cả bốn bạn thật sự gây khó dễ cho chúng tôi ngay từ vòng đầu. Các bạn có những cái nó rất là giống cho nên nó mới khiến cho chúng tôi phấn khích. Nhưng có lẽ một bạn trong đây khiến cho Minh Tuyết với lại Trấn Thành là coi như đứng ngồi không yên. Điên là biết ai à, bởi vì ít có người hát thể hiện cái thần tượng này, đó là bạn Tâm Đoan. Mời giám khảo Minh Tuyết trình bày về cảm xúc thăng hoa của mình lúc nãy. Thực sự là tại vì Tâm Đoan là bạn thân của chị, cho nên chị rất là rành về Tâm Đoan. Và chị đi hát trong suốt cả một thời gian từ ngày gặp Tâm Đoan cũng như nghe nhạc Tâm Đoan cho tới bây giờ, chị chưa bao giờ thấy ai bắt chước Tâm Đoan cả và hát giống Tâm Đoan cả. Mà ngày hôm nay em là người đầu tiên giống dễ sợ, bởi vì cái giọng Tâm Đoan rất là khó bắt chước, vì giọng Tâm Đoan rất là thấp và rất là trầm. Khi Tâm Đoan hát thì cái khẩu hình Tâm Đoan không có mở to và rộng. Cái chữ của Tâm Đoan có nhiều cái chữ đó phải ém ém lại một chút xíu. Và em đã làm được cái điều đó đến nỗi mà chị cuốn lên mà chị quên cả cái sắc đẹp của chị, là chị nhảy lên. Thường thường chỉ là điệu. Và chị nghĩ rằng là nếu mà Tâm Đoan xem chương trình này thì chắc là Tâm Đoan so happy, sẽ rất là vui, bởi vì đã có một người đã yêu mình tới mức độ mà hát giống mình 100% như vậy. Chúc mừng em. Cái cảm xúc của tôi cùng với những giám khảo khác nó tăng tiến từ từ như sau. Đầu tiên là một giọng ca, nhưng mà tôi với Minh Tuyết cũng đang băn khoăn là không biết là Khánh Ly hay là Hoàng Oanh, vì nó pha pha giống như là một sự cộng hưởng của Khánh Ly và Hoàng Oanh vậy đó. Sau đó là tiếp theo là Quang Dũng, thì cái vóc dáng trong cái bộ vest trắng cao ráo và những cái cử chỉ rất rất là giống về chất giọng trầm ấm. Thì tiếp theo nữa là chúng tôi là bị knock out ngay bởi cô Tâm Đoan. Sau cái ánh sáng ngược đó đó, thì cái vóc dáng nè, Tâm Đoan có một cái mái tóc rất là mượt và hay xẻ ra một bên đúng không ạ? À? Đó, với cái khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, nét đẹp của Thúy Vân đó đó. Thơ luôn nha. Là y hệt luôn. Bữa nay đạo diễn đẩy tới truyện Kiều rồi hả? Rồi sau đó là đến anh chàng Mạnh Quỳnh ha, cũng xích xoa luôn. Mạnh Quỳnh sao tôi... giai năm tất rộng thân 10 thước cao ha. Nói chung là hôm nay tôi xem xong cái phần này thì tôi cũng cảm thấy là nó hơi lạnh trong người, cho nên tôi nghĩ là mình đã quyết định đúng khi chọn bộ trang phục mùa đông này. Như vậy rồi em hơi lo cho chị Tuyết với là chị Ly đấy nha. Sao? Với cái bộ trang phục này thì những cái vòng sau còn lạnh tới cỡ nào nữa chị? Không, ai có ủ cho chị được đây? Không có đâu anh. Anh Nam lầm chứ Tuyết với Ly là nóng dần lên. Nhưng cho em xí anh Nghĩa, cho em xí em muốn hỏi họ đến từ đâu một tí được không ạ? Một câu hỏi dành cho cả bốn bạn, các bạn tên gì, giới thiệu một tí về bản thân mình. Mời bạn. Bắt đầu từ Mạnh Quỳnh đi. Dạ em tên là Trần Quỳnh Lâm và em đến từ Đồng Tháp. Và hiện tại em kinh doanh trà sữa và mì cay ạ. Trà sữa và mì cay. Mà anh thấy là em đi không xa đâu. Em đi thêm em chả mời ăn một tô mì, một ly trà sữa nào. Em đi nãy giờ thí dụ mà ra có 4 ly trà sữa, nãy giờ em bảo đem vô vòng chung kết. Anh nói thiệt. Em giám khảo gửi lộ lũ quá. Thấy chưa? Dạ em lên tập vợt hơi thời gian hơi dài nên không có mang theo. Em đi lên đây cả nửa tháng rồi. Trời ơi bé hơi đâu giải thích, trời ơi trời, tôi nói lên phường em ơi. Xin khổ quá. Tiếp theo xin mời thí sinh hóa thân thành cô cả Khánh Ly nè. Em tên là Đặng Ánh Nguyệt, em đến từ Pleiku nhưng mà em sống và làm việc ở Sài Gòn được 5 năm. Hiện tại em là ca sĩ. À chị ơi, chị ra thành hỏi là đây là chị hát giọng cô Khánh Ly mà cái âm sắc chị nó hơi trong, thì nó là giống giọng của cô Khánh Ly lúc cổ còn trẻ. Chị có tìm cách để hát cho nó
đục hơn để giống như cô Khánh Ly của bây giờ không, hay là chị sẽ giữ cái phong cách này cho đến suốt chương trình ạ? Cảm ơn anh Trấn Thành đã đặt câu hỏi rất là hay cho anh Nguyệt. Anh Nguyệt cũng muốn chia sẻ một xíu nếu như mà hôm nay mình dừng lại ở đây. Lời đầu tiên cho em cảm ơn anh Minh Vi. Cảm ơn Minh Vi rất là nhiều vì từ ban đầu đã ngưỡng mộ tất cả những cái bài hát anh đã phối cho tập của tụi em hôm nay. Quá là hay. Cho dù là cái bài hát Biển Nhớ này đúng là Nguyệt hơi với so với cái tông thực của Nguyệt, nhưng mà nó quá đẹp và quá hay, nên Nguyệt không quan trọng là giống cô hay không, chỉ có quan trọng một điều là thể hiện tốt nhất những cái gì mà mình có thể. Bây giờ thế này, giờ chị cho Thành nghe một câu nào mà chị hát thoải mái nhất và chị cảm thấy là nếu như chị làm thì chị giống cô Khánh Ly nhất và giống trong thời điểm mà trẻ hay là bây giờ, thì chị thử một câu. Giường đã cháy và giường đã heo, em hãy ngủ đi. Giường đã khô và giường đã tàn, em hãy ngủ đi. Có nghĩa là chị Nguyệt sẽ hát bằng cái âm này luôn. Nhưng mà giống như Thành cứ tưởng tượng như thế này, mình nghe giống như mình nghe băng nhạc cassette xưa đó, là cái kiểu như thế. Nhưng mà thật cái sự ra cái giọng đây là giọng cô Khánh Ly lúc còn trẻ đó. Thì đấy, mình nghe những cái băng cassette xưa đó thì nó ra nó rất là giọng. Ra y chang vậy luôn. Cách hát nó y chang như vậy. Xin cảm ơn Ánh Nguyệt. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với thí sinh mà hóa thân thành ca sĩ Tâm Đoan nha. Trung Hậu tên thật là Nguyễn Thị Trung Hậu, sinh năm 1986. Công việc của Trung Hậu là đi hát tất cả các loại đám, còn thời gian rảnh thì phụ má bán ở chợ đêm Bến Thành. Dạ xin hết ạ. Và thí sinh cuối cùng. Lời nói đầu tiên cho phép Tuấn Nguyễn xin gửi đến tất cả quý vị cũng như bốn vị giám khảo có mặt trong trường quay ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Công việc hiện tại của em đang làm kỹ thuật viên của phòng thu và em cũng dẫn chương trình và đi hát một vài nơi ạ. Giọng này là giọng đi hát rồi. Giọng rất đẹp, giọng trầm ấm rất là sang trọng. Ở đây tôi nói thật sự đúng là các bạn làm khó giám khảo giả mang luôn ấy. Ai hát cũng hay mà các bạn đạt được một cái độ chuẩn mực nhất định để mà chúng tôi phải đắn đo rất nhiều. Chúc mừng cả bốn. Cảm ơn các vị giám khảo. Như vậy là chúng ta đã làm quen với bốn thí sinh rồi. Bây giờ thì họ sẽ phải thể hiện từng phần thi riêng rẽ của mình với một bài hát mà họ lựa chọn. Hát làm sao, trình diễn làm sao cho giống với thần tượng của mình nhất. Đó là vòng thi số 2. Vòng thi biến hóa. Vòng thi biến hóa xin được phép bắt đầu. Ca sĩ Tâm Đoan, tên thật là Huỳnh Ngọc Tâm Đoan. Cô nổi tiếng với những bài hát như Tấm Ảnh Không Hồn, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Mai Lẫn Mình Xa Nhau và được đông đảo khán giả hâm mộ. Thí sinh sắp tới đây sẽ biến hóa như thế nào để có thể hóa thân thành ca sĩ Tâm Đoan một cách trọn vẹn nhất? Tôi tên là Nguyễn Thị Trung Hậu. Tôi năm nay 33 tuổi, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang làm công việc ca sĩ tự do. Hiện tại mình đang sống với một bé gái 4 tuổi à. Mình là mẹ đơn thân. Đến với chương trình ca sĩ thần tượng thì tôi được hóa thân thành ca sĩ Tâm Đoan. Đến trước với chương trình thì hầu như là mình không có tập luyện gì cả, cứ hát theo bản năng thôi. Khó khăn nhất khi tập luyện để mà có thể hát giống với ca sĩ Tâm Đoan đó là giọng của cô ấy trong trẻo hơn mình rất là nhiều. Về cách diễn xuất điệu bộ của cô ấy khi thể hiện một bài hát thì thường là cô ấy rất là thả hồn vào bài hát, gương mặt rất là truyền cảm mà. Thường là cũng rất là khó bắt chước, tại vì mình sẽ thể hiện đúng cái hồn của bài hát. Nếu bài hát vui thì gương mặt của mình sẽ cố gắng vui tươi, và bài hát buồn thì mình sẽ thổi hồn vào bài hát. Đối với tôi đã được tham gia chương trình ca sĩ thần tượng thì tôi đã cảm thấy mình quá là may mắn rồi. Cho nên là được đi tới đâu thì sẽ đi tới đó và cố gắng hết sức thể hiện để hát thật tốt cho tất cả mọi khán giả nghe. Và điều cuối cùng là tôi cũng sắp lực lên sân khấu để tham gia thi cùng với các thí sinh. Mong rằng tất cả các khán giả xem chương trình này sẽ ủng hộ cho chương trình và ủng hộ cho tất cả thí sinh, và đặc biệt là ủng hộ cho Trung Hậu. Thank you.
xưa còn trời nữa. Giống quá à. Trời giống quá. Nhưng bỗng một hôm trên đường xa phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư thật buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cũng đôi mắt này nồng sữa lạc vào hồn tôi trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Đời chia hai lối, bóng một hôm có tìm hồng báo tin vui, tin em lấy chồng khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách rồi bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi tránh nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương như quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa. Và đôi mắt người xưa với tác giả Ngân Giang. Xin chúc mừng thí sinh Trung Hậu. À, không biết rằng với các vị giám khảo, sau khi nghe Trung Hậu trình bày một mình trọn vẹn một ca khúc như thế này thì cái cảm xúc của các bạn như thế nào? Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Tôi cũng giống như người bạn bên cạnh tôi, ca sĩ Minh Tuyết, nín lặng khi nghe Trung Hậu hát và chỉ đứng duy nhất một chỗ, không hề di chuyển. Chỉ có những động tác tay rất nhẹ nhàng và cái mái tóc cũng rất là giống Tâm Đoan. Và từng cái cách lấy hơi và cách nhả chữ v.v. nó rất là khoan thai, rất là nhẹ nhàng. Không phải cố gắng, cố tạo ra cái chất giọng cho giống. Cổ hát như là đang thể hiện cái tâm sự vậy đó. Và thực sự là rất là thuyết phục. Cho anh hỏi là Trung Hậu nếu hát một bài khác á, người ta cũng có nói là Tâm Đoan đang hát hay không? Hay là em hát khác kiểu như thế này? Dạ, đối với em bây giờ cũng không biết đâu là giọng của chị Tâm Đoan và đâu là giọng em nữa. Em chỉ biết là hát thế nào thấy thoải mái thì em hát như vậy là em thoải mái. Còn nếu mà bắt em hát khác đi thì nó mới là khó. Bây giờ em hát một cái bài dân ca không có liên quan gì tới Tâm Đoan, em hát thử đi. Em hát thử một đoạn thôi. Bầu sáng phà rạch miêu qua lẻo đẻo theo sao. Rồi, ok. Có nghĩa là bản thân cái giọng của em, cái chất giọng của em có những cái đặc trưng giống chị Tâm Đoan rồi, hiểu không? Và khi mà em thi chương trình này thì em có thể nghe thêm một tí xíu nữa thì em sẽ giống hơn nhiều. Cảm ơn. Ok. Dạ. Với giám khảo Minh Tuyết thì thế nào ạ? Có một điều này, không biết có phải là vì hồi nãy cái vòng đầu tiên chị nói là Tâm Đoan hát cái khẩu hình không mở lớn, cho nên em nghe như vậy nên cái vòng này chị thấy em có vẻ hơi khép khẩu hình nhiều quá. Nó lại không có giống bằng cái vòng đầu. Chị nghĩ rằng là khi mà mình bắt chước một người nào đó thì cái ưu điểm của người đó mình phải làm vừa đúng vừa phải. Nếu mình làm quá một tí xíu nó sẽ trở thành cái khuyết điểm chứ không phải là cái ưu điểm. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết và xin chúc mừng Trung Hậu đã hoàn thành phần thi của mình nha.
Ca sĩ Quang Dũng tên thật là Thái Văn Dũng. Anh tham gia nghệ thuật ca hát từ năm 1997 và giành được rất nhiều giải thưởng ca nhạc như ca sĩ được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh, Giải Mai Vàng. Quang Dũng phù hợp với những ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng và cũng là một trong số rất ít nam ca sĩ thành công với những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Liệu thí sinh Tuấn Nguyệt có thể chinh phục được hình ảnh của ca sĩ Quang Dũng hay không? Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình tên là Nguyễn Viết Tuấn, đến từ thành phố Đà Lạt. Nghệ danh của mình là Tuấn Nguyễn. Hồi xưa thì Tuấn Nguyễn được trưởng thành lên trong môi trường bóng đá. Nguyễn tham gia đội năng khiếu trẻ của tỉnh Lâm Đồng. Đến lúc năm 19 tuổi thì Nguyễn bị chấn thương, không thể tiếp tục với cái đam mê bóng đá của mình. Thì Nguyễn tham gia ở đoàn ca múa nhạc Lâm Đồng và từ đó mình trở thành ca sĩ. Với dòng nhạc mà anh Quang Dũng hay hát thì ngày xưa có rất nhiều ca khúc mà Nguyễn thích, nhưng mà ca khúc mà Nguyễn chọn đầu tiên để mà nó mang cái tầm ảnh hưởng thì Nguyễn hát bài Niệm Khúc Cuối, mà bài đó anh Dũng hát hay lắm. Để hóa thân vào anh Quang Dũng thì Tuấn Nguyễn không gặp trở ngại, vì vốn bản thân anh Quang Dũng đã có trong Nguyễn rồi, nên mình chỉ cần chỉnh sửa lại những cái động tác, những cái bước đi và một chút hát có phần nén lại một chút của anh Quang Dũng thôi. Nguyễn tự tin là Nguyễn hóa thân rất tốt với phần của anh Quang Dũng. Khuyết điểm của Tuấn Nguyễn đó là đã nhiều năm mình cố gắng thoát ra anh Quang Dũng về cách hát để mình vẫn tạo được cái lối đi riêng cho mình. Nhưng hôm nay về lại chương trình thì Tuấn Nguyễn vẫn tin rằng đó là ưu điểm. Dẫu sao một con đường dài làm nghề thì nó cũng một phần nào đó là khuyết điểm, nhưng trong cuộc thi này vẫn tin cái ưu điểm đó. Quý vị sẽ thương và ủng hộ cho Tuấn Nguyễn. Vút mình về giữa mưa chiều, có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen, hồn nhiên ca hát hoa tiên mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở sương mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian, nhớ như nhung bỗng về làm chút mây hồng vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi, mộng mơ hoa bướm ngày tháng giống trời, tình yêu cao vút tự do bên trong, ước mơ xuân người bây giờ thành thơ, còn đó một chút hư vô, còn đó một chút để mê nhớ nhung phù du, sắc cánh bay bay theo cõi mơ, còn đó một chút yêu xa, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo dòng thời gian, còn đó một chút hư vô, còn đó một chút để mê nhớ nhung phù du, chập cánh bay bay theo cõi mơ, còn đó một chút tiêu sa, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo. Thưa quý vị, đó là Tuấn Nguyễn. Xin cảm ơn Vũ Công, Ánh Nguyệt. Nghệ sĩ Trấn Thành, anh cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Khi bạn cất giọng hát lên những câu đầu tiên rất là giống, nhưng mà vào cái đoạn điệp khúc thì bắt đầu nó hơi thay đổi một tí xíu về âm sắc.
tự nhiên nó có chất giọng của bạn ở trong đó nhiều hơn. Bài này âm vực cũng hơi cao nên tôi nói rồi, những khi nào mà âm vực quá cao thì cái độ kiểm soát của mình để hát giống một ca sĩ thần tượng nó sẽ khó hơn. Bạn hát giống anh Quang Dũng ở những quãng trầm nhiều hơn là những quãng cao. Tại vì nếu như bạn hát giống anh Quang Dũng nhiều hơn thì bạn phải đẩy cái âm thanh nó hơi lên mũi một tí, thì nó ngộp ngộp lại một tí nữa thì nó mới giống nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là anh Quang Dũng anh có một cái đặc biệt hơn, rất là lạ hơn người ta, là mặc dù anh hát bằng mũi, giọng mũi nhiều, nhưng mà khi hát thì cái âm thanh nó lại vang, nghe rất là dày. Nhưng mà còn âm thanh của bạn thì nó để đóng vào trong, nó nằm ở trong người bạn nhiều hơn, nó không có ra, nó thoát ra nhiều. Là nãy giờ Thành đang nói về màu giọng, còn nếu mà nói về phong cách hay là tình cảm hay là cái cách bạn thể hiện trên sân khấu thì hoàn toàn giống nhé. Chất giọng của em, cái âm của em, những khi em ngã những có một vài chữ rất là giống, chẳng hạn như câu ao, chữ phai cũng rất là đẹp. Duy chưa có điều giống như chị có cảm nhận giống như Thành. Có nghĩa là Dũng hát thì nghe nó như thế, nhưng cái độ dày trong cái giọng nó sẽ có. Đôi khi em hát cái hơi nhiều, em cũng hát theo cách của Dũng, nhưng lại bị nuốt vào trong hơi nhiều, cho nên nó gọi, người ta dùng từ là nó bị tù, cái giọng mình nó tù, nó không vang ra ngoài. Thì cái đó là mình sẽ khắc phục lại nếu em được vào vòng trong. Chứ em, chị thấy chị thích cái phong thái của em nhất. Cho chị bổ sung thêm vạch mặt anh Quang Dũng chút xíu. Xin lỗi anh Quang Dũng điều đó. Tại vì chị hát với anh Quang Dũng cũng khá nhiều. Quang Dũng hát cái miệng hơi mím mím, mím. Cười mím chi đó mà. Tay... đúng rồi. Con đó đúng rồi, đúng rồi, là tay nó phải, nó hơi có cái sự móc vô đó cưng. Cái tay nó cứ như vậy nè. Và có cái xu hướng á là chồm người ra phía trước. Trời ơi. Là cái tay để cho nó. Sao bình thường tôi nhớ Quang Dũng của tôi sang lắm mà ta. Tự nhiên nghe qua. Tự tưởng sẽ qua hai người này cái gì móc. Móc chồm. Rồi cái gì dày dày. Thấy anh Quang Dũng mà anh đó là cách chúng tôi diễn tả. Chúng tôi đang diễn tả anh Quang Dũng một cách rất mỹ miều, chỉ có hai MC thể hiện lại rất khuyết tật thôi. Dạ, khi mỗi lần mà đứng mà chờ nhạc á, cái mặt của Dũng như nè. Mặt kiêu hãnh đó không chị? Kiêu hãnh đó. Mặt nhạc chưa đi, đó. Nhạc chưa đi rồi hát, tôi hát cho nghe. Đúng rồi đó. Cái kiểu mà nè, tán nhạc cho mặt tôi đi. Tán nhạc cho mặt tôi đi. Rồi tôi hát cho nghe đó. Ừ đó. Thật ra đây nãy giờ nói đùa thôi, chứ thật ra những người như là chị Minh Tuyết là cái người hát nhiều với anh Dũng, cho nên những cái chi tiết đó nó thuộc về cái sự tinh tế, cái sự quan sát, hát với nhau nhiều mới phát hiện ra được những cái điều đó, và các vị giám khảo đã chia sẻ lại với em. Hy vọng rằng ở những vòng sau mình sẽ tiếp thu những cái điều này để mình làm cái phần thi của mình tốt nhất nha. Chúc mừng Tuấn Nguyễn. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, tên thật là Nguyễn Thanh Dũng. Anh được biết đến với nhiều ca khúc nổi tiếng như Vòng Nhẫn Cưới, Người Phu Kéo Mo Câu, Tình Nghèo Có Nhau. Anh là một trong những ca sĩ thành công với dòng nhạc bolero. Và thí sinh sắp tới đây liệu sẽ hóa thân thành ca sĩ Mạnh Quỳnh thành công hay không? Hãy cùng chờ xem nhé. Tôi tên là Trần Quỳnh Lâm và tôi đến từ Đồng Tháp. Vâng, hôm nay đến với chương trình thì tôi được may mắn hóa thân thành anh ca sĩ Mạnh Quỳnh. Anh Minh Quỳnh cũng là thần tượng của tôi. Từ trước giờ thì tôi kinh doanh quán ăn nên cũng không có theo đuổi con đường ca hát. Có một lần tình cờ thì tôi hát cho nhà văn hóa lao động Đồng Tháp. Và bài hát của tôi được post lên Facebook, thì được chị ca sĩ Y Phụng chia inbox vào Facebook và chỉ khen tôi hát giống anh Minh Quỳnh. Rồi chỉ nhắn nhủ là gắn đeo đuổi theo con đường ca hát. Và từ đó thì tôi có thêm nghị lực cũng như là sự tự tin để đeo đuổi con đường ca hát của mình. Ngoài tôi có một giọng hát giống anh Minh Quỳnh thì từ nhỏ tôi cũng nghe nhạc của anh Minh Quỳnh rất nhiều và theo dõi cũng như là để ý từng cách trình diễn của anh, cũng như trang phục hay là để tóc hoặc là cách anh hát một bài hát như thế nào. Tôi tham gia chương trình ca sĩ thần tượng thì thứ nhất thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình. Thứ hai là để bày tỏ sự yêu thích của tôi đối với thần tượng của mình là ca sĩ Minh Quỳnh. Và trong thời gian tham gia chương trình thì có điều chi sơ sót hay là thiếu sót không có giống lắm thì rất mong quý khán giả bỏ qua cho. Riêng tôi sẽ cố gắng hết mình để mang đến cho tất cả quý khán giả những tiết mục thật là xuất sắc nhất. Không có em như thuyền xa rời bên mộng,
chiều nay anh vắng em, nghe sầu rớt vào trong tim. Chiều nào ta bên nhau khăn khít hai mái đầu, nay em bỏ đi rồi còn mình anh đơn côi. Chiều nay mây ngừng trôi, cơn mưa lòng bất chợt, mắt lệ này cho em nghe sầu ướt hoen mi. Vì sao em ra đi em không nói một lời, bỏ lại anh giữa đời với nỗi sầu khôn nguôi. Em ơi quán cũ hôm nào khách đến dắp diều trong tiếng nhạc tình thương yêu, còn anh lạc lòng bơ vơ góc vắng lanh lùng uống rượu sầu nhỏ lệ thương đau. Phố buồn nay không em, anh một mình qua lối cũ, bóng hình em yêu xưa anh biết nẻo đâu tìm. Chỉ còn trong tim anh đêm dài chung kỷ niệm, nhưng anh đâu có ngờ đêm cuối cùng mình bên nhau. Chỉ còn trong tim anh đêm dài chung kỷ niệm, nhưng anh đâu có ngờ đêm cuối cùng mình bên quý vị khán giả. Ca khúc Đêm cuối cùng bên nhau với phần trình diễn của thí sinh Quỳnh Lâm. Xin mời ý kiến của các vị giám khảo. Lâm ơi, Lâm hát cũng rất là giống anh Mạnh Quỳnh. Anh Mạnh Quỳnh á, anh có một cái đặc biệt là cái giọng hát của anh nó hơi có cái âm ngang, khi phát âm á thì khẩu hình hơi bẹt bẹt một tí. À thì bạn lại có cái âm thanh rất là giống cái điều đó. Bạn có mê bolero không? Hay là bạn có hát nhạc trẻ nữa? Dạ em hát bolero và dân ca thôi ạ. Có hát nhạc trẻ nữa không? Chưa hát bao giờ. Chưa hát bao giờ, chỉ mê bolero dân ca thôi hả? Thành thấy là bạn hát khi bạn phát âm á, bạn có cái thái độ của nhạc trẻ, có nghĩa là bạn hát ra cái chữ nó thẳng. Còn khi anh Mạnh Quỳnh anh lên cao á, nó có cái đặc trưng của dòng nhạc bolero là khi lên cao người ta ngân 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 ngân. Ví dụ như bạn hát là anh ơi, là chữ ơi của bạn nó thẳng băng vậy. Còn nếu anh Mạnh Quỳnh là anh ơi, nó có cái đó. Thì bạn để ý cái điều đó, mỗi lần khi mình lên cao mình ngân, mình đẩy cái giọng mình ém hơi rung một tí thì sẽ ra cái kiểu của anh Mạnh Quỳnh hơn. Và khi phát âm khẩu hình bạn mở ngang một tí cho cái chữ nó giống như cái cách phát âm của ảnh nhiều hơn thì sẽ ok hơn nha. Cho chị bổ sung tiếp phần của Trấn Thành. Anh Mạnh Quỳnh ảnh hát cái âm của ảnh đưa lên vòng mũi nhiều hơn là ở phần bụng. Theo như Tuyết thì Tuyết đi hát với anh Quỳnh cũng khá nhiều á. Thì Tuyết thấy thì là giống anh Quỳnh quá ít. Cái cuối cùng nữa là anh Mạnh Quỳnh hát rất là sang sảng, anh không có ém cái hơi vô và gò cái chữ nhiều. Lâm thì lại gò từng chữ. Đúng Tuyết... rồi, đừng gò cái chữ nó lại cho nó tròn vành quá. Tại vì anh hát á, nó giống như nói chuyện nha bạn hiểu không? Càng đời càng tốt. Nãy giờ đã nghe anh với lại chị Tuyết nói, đâu Lâm thử đẩy âm thanh lên khu vực này một tí, hát ngân hơn tí, hát cái câu mà người ta đã bỏ tôi rồi bạn. Đó, thử đi, thử câu đó thử coi. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi. Đó, vô rồi đó. Bây giờ chê chán rồi, vô. Bây giờ chê chán nếu đi đường về. Đường là đang gò đó, đường là đang gò cho đẹp để đường vẫn, đó vẫn không? Gò, vẫn gò. Vẫn gò đó. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Dạ, giờ này không phải giờ học luyện thanh. Những lời nhận xét góp ý như vậy thôi đã là một cái điều rất là quý giá cho bạn Lâm rồi. Mình vẫn còn vòng thi thứ ba, vòng hòa thanh nữa mà ha. Ghi nhận những cái sự góp ý của các anh chị để hoàn thiện mình hơn trong vòng thi sau. Cảm ơn em. Dạ, xin cảm ơn người quan giám khảo rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn. Ta neo mình
gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Vừa rồi là một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hạ Trắng, với phần dự thi của thí sinh Ánh Nguyệt. Nhìn gương mặt của các vị giám khảo thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều rất thổn thức với tiết mục vừa rồi, phải không ạ? Tan chảy. Giọng hát của bạn mang một sự hoài niệm da diết. Giọng hát đó không phải cất ra với cái âm sắc của cô Khánh Ly bây giờ, mà của cô Khánh Ly những ngày xưa, khi mà chúng ta còn nghe những cái đĩa than hay là những cái băng cassette. Và cái âm thanh của bạn á, cái màu của nó rất là retro, nó có cái màu nó rất là vintage, nó rất màu là cổ điển đấy. Màu cổ điển đó, nó ngộ lắm. Khi bạn hát lên, cái âm thanh của bạn tạo ra không gian, người ta hình dung được không gian. Và quan trọng là một trong những cái điều mà thí sinh khi thể hiện giọng hát của một người khác không bao giờ làm được, đó là chỉ nhái được âm sắc chứ không nhái được linh hồn. Hôm nay bài hát của bạn lại hoàn toàn khác. Bạn tải được cái hồn của bài hát rất nhiều. Nhắm mắt lại cứ nghe đúng như một danh ca hát. Và rất là giống với cô Khánh Ly. Chỉ có vài điểm mà Thành nghĩ rằng nếu như bạn thay đổi một tí là hoàn hảo. Là cô Khánh Ly sẽ không hát nối chữ như bạn nhiều. Bạn nối chữ này qua chữ kia đẹp quá, cô Khánh Ly sẽ hát ngắt ra nhiều hơn. Ví dụ cổ là gọi nắng cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi, ngắt ngắt ra nhiều hơn một tí, dứt khoát hơn. Cảm ơn Trấn Thành rất là nhiều. Những cái điều mà Trấn Thành nói á, thì Đại Nghĩa cũng đồng tình luôn. Bởi vì khi mà nhắm mắt nghe Ánh Nguyệt hát á, có thể mình vẫn không nghe ra được cái giọng của cô Khánh Ly như bây giờ, nhưng mà tự nhiên trong đầu Đại Nghĩa lại hình dung ra cái không gian, cái bối cảnh của Sài Gòn vào thập niên 60-70 á. Khi đó cô Khánh Ly được mệnh danh như là nữ hoàng chân đất, bước lên một cái sàn gỗ, một cái bục gỗ nhỏ và cứ đứng thong dong và hát. Nó tạo ra một cái không gian làm cho mình cảm giác hoài niệm á. Chính vì thế, có thể là chưa giống 100% như những gì mà chúng ta mong đợi khi mà nghe Ánh Nguyệt hát với cô Khánh Ly bây giờ. Nhưng mà nó tạo cho mình những cái cảm xúc vô cùng đặc biệt. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lúc nãy thì anh Đại Nghĩa có nhắc đến danh ca Khánh Ly với cái mệnh danh là nữ hoàng chân đất. Tôi cũng đã đọc được cái câu chuyện này. Thì cô đi hát từ rất là sớm, từ năm 1960. Cái thời gian đó có thể là một trong những người chúng ta còn chưa sinh ra nữa. Thì trong một cái buổi hát trước rất đông người thì cô đã mang một cái đôi giày cao gót và rất là rung, và cô đã vịn vào vai của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Để mà bắt đầu chuẩn bị hát thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới bảo là buông tay ra đi và bình tĩnh để hát. Thì sau đó chị vẫn không giữ vững được bình tĩnh thì chị đã tháo đôi giày cao gót ra và đứng trên nền đất vậy thôi. Và hát trong cái buổi đó đến 30 đến 40 bài mà truyền cảm hứng được cho rất là nhiều người. Đó thì một cái câu chuyện nó cũng đơn sơ mộc mạc thôi, nhưng mà nó cũng nói lên được là một cái nữ hoàng của nền tân nhạc Việt Nam cũng đã bước đi những cái bước chân mộc mạc như vậy. Và thực sự đối với tôi á, tôi cảm nhận là hình như cái màn vừa rồi không phải là phần đơn ca của bạn đâu, mà đó là một phần song ca. Một phần song ca của Ánh Nguyệt và cô Khánh Ly. Tôi cảm thấy là trong chất giọng của bạn có những cái thuộc về của bạn nữa. Bởi vì nó có những cái rất là vang, sáng và rất là sắc bén. Còn đối với cô Khánh Ly thì có cái gì đó nó rất là trầm hơn. Và đặc biệt là lúc mà bạn hát cái câu gọi nắng đến cái phần giữa thì ánh sáng, những cái làn nắng nó tỏa xuống. Và thực sự tôi cảm giác là trong giọng hát của bạn có cái hào quang ở trong đó. Nó sưởi ấm cho khán giả rất là nhiều. Xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Và cảm ơn chị Ánh Nguyệt rất nhiều. Và hy vọng là vòng sau với những cái góp ý của giám khảo sẽ làm cho mình bùng cháy hơn nữa ha. Cảm ơn chị. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua vòng thi có thể nói là gay cấn nhất, khi họ phải một mình đứng giữa sân khấu và hát trọn vẹn một bài hát vòng biến hóa. Còn vòng thi thứ ba này sẽ là một sự kết hợp giữa hai thí sinh với nhau. Vòng thi hòa thanh. Hai thí sinh đầu tiên sẽ bước vào vòng hòa thanh, đó chính là Quỳnh Lâm và Trung Hậu.
Vâng, kính thưa quý vị, vì trong nghịch cảnh ôm nữa kìa em ơi. Chết rồi. Nghịch cảnh mà ôm quá ôm hà. Ý kiến của các vị giám khảo thế nào với cái màn kết hợp này? Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Chị lại thấy lần này Lâm hát giống anh Mạnh Quỳnh nhiều. Có lẽ là đã nghe, đã tiếp thu được hết những cái khuyết điểm mà ban giám khảo đã nói với lại Lâm. Cho nên Lâm lại hát giống anh Quỳnh hơn cái dòng trước rất là nhiều. Còn riêng về Trung Hậu thì nói thiệt, mỗi lần em hát chị không thể nào chị ngồi yên được á. Giống Tâm Đoan quá đi thôi à. Sau cái ngày hôm nay chị về là chị sẽ tâu liền với Tâm Đoan điều đó ngay lập tức. Bởi vì chị không thể kìm nổi cái sự phải nói là phấn khích khi mà có một người hát quá giống Tâm Đoan như vậy. Vòng này Lâm ok lắm. Nhưng bây giờ soi nha, bây giờ soi. Dạ Khánh soi. Hậu, em đã có được một giọng hát và em đã được một cái ưu điểm là em đã hát giống thần tượng, là nó cũng đúng với tiêu chí của chương trình này. Nhưng chị thấy một sự bất hợp tác giữa em với lại Lâm khi diễn chung, phải không? Em thấy hợp tác quá trời. Không mà. Bất hợp tác rất là rõ, nhưng mà lộ rõ luôn. Trời ơi, người ta đưa tay lên nận lắc cái đầu là sao? Không hay cho là sao? Hay rồi, cái đó là kịch bản hả? Kịch bản á. Thấy kịch chưa? Bản, kịch người ta bản. Trời chị ơi, này. Bà Tư ơi, đây nè. Em nè, đây nè, tiếng lòng của nhân vật nè. Anh niệm cái đi đừng không cái đó, nhưng mà nếu mà vậy thì em làm không có ra, tại vì đang mình hát bài hát nhẹ nhàng em là giống như là đừng có đến gần nữa nha. Em làm vậy nha đó. Em làm vậy đó, người ta diễn thiệt chị Ly. Không phải em, Cẩm Ly nói đúng, hồi nãy anh cũng tưởng như vậy. Không có phải, có nghĩa là tâm lý của nhân vật phải là đừng anh, còn bà diễn như là anh là ai tôi không biết. Ừ. Anh đi ra đi. Nếu mà kịch bản thì em làm không đúng, em diễn không rồi. Ra cho nên chị mới thấy vậy. Để em nói chia sẻ nha. Dạ. Nói. Tại vì nãy Lâm nghe Giang Tấu Lâm Định vô sớm á em. Tức là chưa tới. Bả nhắc tuồng. Trời ơi. Nhưng mà lúc đó anh này anh đưa cái tay ra luôn, chứ không phải là anh thì đưa cái tay ra. Thì theo kịch bản là vừa hơi khúc là thì đấy. Em nói chưa tới. Nhưng mà bởi vì chị là nhìn là trời đúng dễ thương như thế giả là em đưa lên là trời ơi, bạn này là còn dịu dàng á, chứ em mà bạn diễn mà hài cái em. Cái đó là em như ơi. À, bây giờ vậy nè, không mấy giờ chị Cẩm Ly mình thị phạm cho em á, coi thử được không? Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Cẩm Ly. Trời ơi. Lâm làm vỗ tay các bạn ơi. Vỗ tay chị Tư với đạo diễn nè. Đó, bây giờ giống như là chị Tư đang giận hả? Đây, chị đang giận hả? Đang buồn, đang giận gì đó biết nữa. Chị đang thông báo chuẩn bị đi lấy chồng. À, vậy đó hả? Thông báo chuẩn bị đi lấy chồng rồi cái ông này phóng tới tính nựng nè nha. Phản ứng cái này. Hả? Yeah. Bây giờ này hai em mình hát lại cái đoạn đi cho hai người diễn trong nhạc nha. Đúng rồi, đúng vô rồi. Vô từ cái điệp khúc giùm em cho ban nhạc. Bắt đầu. Ok, let's go. Trời, mắt anh Nam diễn sâu quá. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở lòng. Trời, cái này không hợp tác, bất hợp tác. Khoan, hồi nãy bà nói người ta, cứ nói người ta em làm gì, nhưng mà đừng qua đây còn phải vậy nè, bà bị hoảng lẽ. Chị coi diễn viên Khánh Dư diễn với đạo diễn Hoàng Nhật Nam nè. Hát lại nha Lâm, 2, 3. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng thôi thương gần nhiều. Hãy khóc đi anh, thế nhớ cái gì vậy trời? Khả Như, em là bà Nguyễn Thị Lố hả? Yên lặng đi, nữ hoàng diễn xuất. Yeah, Minh Tuyết. Ngồi góc máy nè, Hollywood nè, chơi. Bây giờ mình làm coi cho nó sâu nghe chị nha. Chị làm dằn mặt Khả Như nghe dạ, chị nha. Mất công là nguyên một vàng ở đây cười lại chị đó. Cái đây là diễn thiệt hay là diễn giả đây? Chị diễn thiệt hả chị? Chị tùy diễn tâm. Thiệt. Chị diễn thiệt đi. Tùy chị tâm. Cứ diễn thiệt đi rồi tụi em thấy diễn giả hả? Vô không nè. Hãy khóc đi em, sẽ cho đời đời. Trời. Thấy chưa? Trời ơi, nó nghe nè. Cái đẹp Hollywood chưa? Ê, Thành, cái từ chối của chị Tuyết á, nó cũng rất là điệu, rất là đẹp đó. Ví dụ người ta dày thôi, còn bà cũng phải xà cái giò ra mới làm cái gì nè. Không anh, tất cả đều có ý nghĩa của động tác. Ví dụ nè, ta xà ra để như là không trả lại anh, còn này, đồ gớm, dục, bỏ. Minh Tuyết, quý vị. Hai em thấy không?
hai em thấy cái sự diễn xuất của hai em mà làm cho ban giám khảo chúng tôi náo loạn không? Rồi bây giờ nếu như diễn lại, em diễn lại được không Hậu? Thử nè. Thử nè. Đó, hai nhân vật chính làm lại nè. Nhạc vô luôn nha. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng thôi vương vấn bởi tao nói Minh Tuyết là Minh Tuyết, Trung Hậu là Trung Hậu. Làm lố vậy hả sao? Không phải chị, nãy chị làm gọn lắm. Cái nét của chị còn gọn lắm. Còn bé nó chưa có quen, thành ra nó lão đảo nó muốn té. Trời ơi. Xin cảm ơn các vị giám khảo rất là nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai em nha. Hai thí sinh vừa rồi đã mang đến một cái màu sắc nó bolero, nó mượt mà, nó ngọt ngào, nó truyền cảm, đúng không? Và ngay bây giờ trên sân khấu sẽ là sự kết hợp của hai hình ảnh nữ danh ca Khánh Ly và ca sĩ Quang Dũng với phần thể hiện của hai thí sinh Ánh Nguyệt và Tuấn Nguyễn. Lòng đêm nhưng vẫn chẳng mới về, nhớ chân gian hồ. Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Về ngồi trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có mấy ai ra đời quay về lại, về lại nơi cuối trời làm mây trôi. Thôi về đi, đường chân đâu có gì, tóc xanh mây mùa. Còn nhiều khi từ vườn khuê bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Nhìn vườn trăng mới về, nhớ chân gian hồ. Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đợi người như gió qua. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có mấy ai ra đời quay về lại, về lại nơi cuối trời làm mây trôi. Thôi về đi, đường chân đâu có gì, tóc xanh mây mùa. Có nhiều khi từ vườn khuê bước về,
chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Thưa quý vị, đó là Ánh Nguyệt và Tuấn Nguyễn. Trấn Thành đã đứng lên rồi. Trấn Thành, em cảm thấy sao? Đây không phải phần thi, đây là phần trình diễn. Mình không nói với nhau nghe đây là chương trình ca sĩ thần tượng thì mình tưởng tượng như đây là một chương trình ca nhạc ha. Là tại vì bạn Tuấn Nguyễn hát tốt quá. Hôm nay bạn hát bè cho chị quảng cao, quảng thấp đều đẹp hết. Và hát rất tự tin, khẩu hình giống Minh Quang Dũng dễ sợ. Nãy giờ nói cái gì tiếp thu cái đó ngay lập tức ra biểu diễn thần thái. Âm nhạc tán thẳng vô mặt, hướng hết tất cả mọi thứ vào người. Và bạn làm cho tôi ngạc nhiên nhiều. Rõ ràng là lâu lâu vẫn có những cái không giống lắm. Nó vẫn phải dùng cái hơi thật của bạn để mới với được lên những cái nốt đó. Nhưng mà khi mà xuống tới giọng trầm thì bắt đầu lại giống lại. Thành thử ra là nếu như bạn vào được vòng trong, bạn luyện thêm cái khoảng vang ngay cái gần cái mũi này nè đó, thì nó hơi tù âm nhưng mà nó vẫn mạnh mẽ thì sẽ ra anh Quang Dũng nhiều hơn. Nhưng còn nói về chị Nguyệt thì tuyệt vời lắm. Âm thanh mượt mà vô cùng, cũng như một cái máy phát ra thôi. Hát hay đến mức độ đấy. Nhưng mà vấn đề như thế này, lại một lần nữa chị có một số những cái mà Trấn Thành hy vọng mà cuối cùng nó lại không diễn ra. Một trong những cái đặc biệt nhất của Khánh Ly đó là phát âm dấu hỏi. Ví dụ như là trả lại từng tin vui, trả, nó có cái dấu hỏi nó rất là ấn tượng. Thì hôm nãy chị hát chữ trả rất bình thường, lướt qua nhẹ nhàng đó, trong khi đó là những cái điều mà mình chỉ cần nhấn tí thôi là người ta nghĩ ra người đó ngay. Đâu bây giờ chị hát lại cái câu đó. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Cái này giọng Nguyệt hát như vậy nè, Nguyệt hát chậm rãi mới giống cô Khánh Ly. Cái này rất là giống luôn. Dạ, xin mời ý kiến từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đối với Tuấn Nguyễn á, thì thật sự là anh quá thích em trong cái phần trình diễn này. Em rất là lịch lãm, sang trọng và da diết, mạnh mẽ vừa phải. Mọi thứ nó rất là vừa đủ, để giống như một cái bờ vai vững chắc để cho cái giọng nữ nương lên trên đó. Còn đối với bạn Ánh Nguyệt á, thì thật sự là mình cũng nuôi cái cảm xúc từ hồi tiết mục hồi nãy và đến bây giờ. Và thực sự là có những cái ca từ của Trịnh Công Sơn thì mang đầy tính triết lý và được cộng hưởng bởi hai cái giọng hát của hai bạn. Nó có sức hòa quyện, cho nên nó càng đẩy cái cảm xúc trong tôi lên rất là nhiều. Cái câu mà về từng khi nắng ngời, về từng khi mưa bay, tự nhiên tôi là nhớ đến một cái câu thơ của Nguyễn Du mà rất đúng trong cái tình huống này, trong cái tình cảnh này. Đó là tiếng trong như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chính khúc, khi châu đôi mày. Thì thật sự là cái bài hát này, cái tâm trạng nó lên bổng xuống trầm và nó hạnh phúc nhất và nó đau khổ nhất, nó đầy đủ cả. Như đạo diễn Hoàng Nhật Nam vừa mới chia sẻ và dẫn chứng là bốn câu thơ trong Kiều của Nguyễn Du nói về những cái uẩn khúc, những cái nỗi niềm trắc trở trong cái tâm trạng của mình khi mình trình bày một cái ca khúc này. Vậy xin hỏi, khi mà Ánh Nguyệt trình diễn ca khúc này á, thì Nguyệt có đặt cái tâm thế của mình vào nhân vật trong cái bài hát này hay không? Hồi giờ cũng có nhiều lần em muốn đi thi nhưng không có cơ hội. Vì sao? Cách đây khoảng 2 tháng Nguyệt vừa trải qua một ca phẫu thuật, thì bác sĩ có nói là Nguyệt phải tiếp tục một ca phẫu thuật nữa. Nguyệt rất là vui khi mà lần rồi Nguyệt phẫu thuật, Nguyệt nghĩ là Nguyệt sẽ không thức dậy được nữa. Hôm nay là Nguyệt đi không có ai hết, chỉ một mình, trong khi là ba mẹ và mọi người thương Nguyệt lắm. Nhưng Nguyệt sợ Nguyệt không làm được gì, ba mẹ buồn. Chỉ mong là một số cũng được, hoặc là một lần cũng được, để ba mẹ Nguyệt thấy Nguyệt
tỏa sáng trên sân khấu, vì ba mẹ Nguyệt rất là mong Nguyệt được tỏa sáng như Nguyệt không có cơ hội. Cũng mong là lần này nếu như mà tiếp đến lần phẫu thuật của Nguyệt không thành công nữa, đây cũng là một kỷ niệm trong chặng đường sự nghiệp âm nhạc của Nguyệt. Xin cảm ơn mọi người. Như Nguyệt nói, hôm nay Nguyệt đến đây không có ai, đó là những người thân của mình. Nhưng mà bắt đầu kể từ cái giây phút Nguyệt cất cái tiếng hát đầu tiên trên sân khấu thì Nguyệt đã có rất nhiều những người thân của mình ở bên cạnh rồi. Đó là tất cả chúng tôi ở đây và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mạnh mẽ lên nè. Và chúng ta hãy cùng mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh Nguyệt, đến với giọng hát này. Và chúng ta hy vọng mình sẽ còn gặp nhau ở những vòng thi tiếp theo. Một tràng vỗ tay nữa dành cho Ánh Nguyệt và Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị, hôm nay các thí sinh của chúng ta đã có những màn trình diễn quá tuyệt vời. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng chào đón họ bằng những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nha. Đầu tiên là Quỳnh Lâm. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Trung Hậu. Ánh Nguyệt và Tuấn Nguyễn. Bây giờ thì mình nghe coi bốn vị giám khảo đưa ra quyết định như thế nào về các thí sinh của chúng ta hôm nay. Không biết vị giám khảo nào sẽ đại diện nói đây ạ? Chị và chị Cẩm Ly cũng sẽ cùng đại diện nói phần công bố kết quả của tập này. Thực sự là đây là một cái tập rất là khó cho tất cả các vị giám khảo, là bởi vì ai cũng quá tuyệt vời và cũng hát rất là giống thần tượng của mình. Cho nên cái sự cân nhắc phải thật là kỹ lưỡng để mà đưa ra quyết định ai sẽ là người ở lại. Người đầu tiên mà Minh Tuyết sẽ công bố là sẽ được lọt vào vòng trong, người mà đã làm cho Minh Tuyết điên đảo, nhảy cỡn lên quên cả sắc đẹp của mình, là người mà đã hát rất là giống với một người bạn rất là thân của Minh Tuyết. Chị xin chúc mừng Trung Hậu. Người thứ hai mà Minh Tuyết xin chúc mừng, đó là người đã làm cho Minh Tuyết quên đi mất mình đang là một người giám khảo đang ngồi ở dưới đây chấm một chương trình được mang tên là Ca sĩ thần tượng, mà Minh Tuyết chỉ cảm thấy mình là một người khán giả đang ngồi và thưởng thức và xem, và một phần biểu diễn thật là tuyệt vời. Xin chúc mừng Ánh Nguyệt. Như vậy là đã có hai sự lựa chọn của ban giám khảo. Không biết rằng ban giám khảo có muốn chọn thêm không hay là dừng lại tại đây? Đặc biệt thì ở tập này thì còn một chiếc vé để được đi vào vòng trong. Và người được nhận chiếc vé này đó là... Tuấn Nguyễn. Chúc mừng Tuấn Nguyễn. Xin cảm ơn bốn vị giám khảo. Thế nhưng Quỳnh Lâm, bạn vẫn có cơ hội, bởi vì sau 8 tập đầu tiên phát sóng, các vị giám khảo sẽ còn một vài chiếc vé dành cho những bạn mà giám khảo nghĩ rằng là vẫn có khả năng để đi tiếp cùng với chương trình. Như vậy là đêm thi của chương trình Ca sĩ thần tượng hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.
trong tập 7 ca sĩ Tần Tượng, những bất ngờ nào sẽ xảy ra? Cứ dán mắt trên môi rồi thề nhạt, thiên cô ơi, dù xa nhưng trong tim tôi có sự chia sẻ nào trong nội bộ ban giám khảo? Minh Tuyết lúc trẻ, Tuyết cũng có hát. Minh Tuyết lúc tuổi teen, Tuyết cho em ngồi kế nam với nhà. Tuyết lúc mới vào nghề, vỗ tay cái bạn. Bởi vì tại sao nãy Tuyết qua anh Nam ngồi đó? Đi với tôi đi, mày đặt đi ra đó làm chi để người ta dùi dập. Sau chương trình này, tôi thấy hết tất cả những gương mặt bây giờ bỏ rơi tôi. Chị có Cẩm Ly là ở bên Trấn Thành. Cho anh Thành với chị Ly hay ly cà phê đi. Và hãy chờ xem điều bất ngờ và thú vị nào đang chờ đợi trong tập này. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Ca sĩ Thần Tượng. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Và thật sự thì hôm nay Khả Như cảm thấy rất là lo lắng, cộng thêm một tí vui vẻ là tại vì mình được dẫn một mình, được thỏa sức. Tại vì anh bạn dẫn chung của Khả Như quá mệt mỏi, ảnh có tuổi rồi nên ảnh phải ở trong ảnh tô tượng để mà ảnh có thể giữ được cái cơ mặt của mình cười như vậy. Thì Khả Như nghĩ rằng thôi một mình Khả Như dẫn cũng được. Đây, chào em. Trấn Thành xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị. Kể từ ngày hôm nay, Trấn Thành sẽ thay Đại Nghĩa dẫn chương trình chung với Khả Nhi. Vì anh thấy là em đối xử cũng khá tốt với bạn diễn của em. Em miêu tả về anh ta cũng khá là chân thành, nên Đại Nghĩa có nhờ anh ra đây để thay trời thành đạo. Anh Thành, đây là ước mơ của em á, được đứng kế nam MC Trấn Thành. Thật sự là em cảm thấy rất là hạnh phúc. Câu này em nói Đại Nghĩa y chang ở số đầu tiên. Anh là bây giờ lên đây, anh hy vọng là anh em mình sẽ hợp tác để dẫn một chương trình tốt đẹp. Và hy vọng là sau lưng anh em sẽ không nói anh như nói anh Đại Nghĩa, ok? Dạ tất nhiên anh là một người anh mà em yêu quý mà anh Thành. Bây giờ hai mình dẫn anh chung. Anh không bao giờ muốn nói cái gì về cái người không có mặt ở đây. Như em đã biết, đó là vấn đề của tuổi tác. Anh đâu có đánh phấn được như tụi mình. Em anh nén cái nền á. Trước tiên anh phải khuấy cái nền đó. Khuấy. Anh làm đặc hơn tí. Anh bỏ 3 giờ vô cho nó kết tủa lại. Anh trét nhẹ lên cái mặt giống như mà người ta làm bánh kem ta trét á. 3 lớp mới ra cái mặt Đại Nghĩa. Trời đất ơi. Vậy ra em nói tô tưởng cũng nhẹ hơn cái chuyện mà trét hồ như anh ha. Nên hôm nay hai anh em mình hợp tác đi. Để dạ, cho thời gian để anh tịnh dưỡng. Tất nhiên rồi, em nghĩ đây là cái cơ hội của em được học hỏi anh MC Trấn Thành. Và dạ, có gì anh giúp em ha. Dạ, chương trình Ca sĩ Thần Tượng là một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc. Và qua đó các thí sinh có cơ hội để có thể chinh phục tất cả quý vị khán giả qua các màn hóa thân của mình. Và chương trình gồm có 3 vòng. Vòng đầu tiên đó là vòng lộ diện, vòng thứ hai đó là vòng biến hóa, vòng thứ ba đó là vòng hòa thanh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên. Mày làm luôn đi. Ủa? Không biết đường vô luôn á Như. Anh ơi, tại vì em thấy nó mới kêu tôi hợp tác với nó đó. Không, em thấy làm vậy đủ rồi, cái phần của anh không cần đâu. Trời, vậy tôi đứng đây làm gì? Dạ đứng cho đẹp đội hình thôi. Đại Nghĩa, anh Đại Nghĩa đâu rồi? Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào ồn ào? Tôi ở bên trong mà tôi nghe cái gì mà nói thôi rồi là nói không có biết ngừng nghỉ. Nói tới điều là hai cái mép nó giáp vòng sau cái đầu luôn vậy đó Hàm. Em ơi Thành ơi, Thành ơi, em là giám khảo được rồi. Em ngồi đó em uy nghi quá mà em lộng lẫy quá mà. Em phóng lên đây, em dành chỗ của anh làm cái gì? Rồi còn nói xấu anh sau lưng nữa, tưởng anh không có nghe hả? Tuy anh ngồi trong phòng quá trang nhưng mà con mắt của anh để ngoài này, cái lỗ tai anh để ngoài này. Em nói cái gì anh cũng nghe hết trơn trọi đó. Em nói cái gì mặt anh như cái bánh kem trét phớ lên hả? Cái mặt em chắc không có. Đây nè. Đó còn Khả Như em ơi, hôm bữa em nói với anh sao em cũng nói với anh thế này, anh thế kia, anh là người anh tốt của em. Rồi bây giờ em cũng là dùi dập anh, em lợi dụng cơ hội anh bên trong kia. Không có người đứng bên này với em thì phải chờ phải đợi anh chứ. Nghĩ làm sao mà em kéo Trấn Thành lên đây làm chung với em. Rồi hai anh em nói cái gì mà nói không cho ai nói, không biết ngừng nghỉ là cái gì hết trơn trọi. Anh có làm cái gì đâu. Anh ở bên trong anh chỉ két một chút xíu phấn lên mặt thôi. Anh chỉ vẽ một chút xíu chân mày thôi. Chẳng qua là cái sân khấu này nó cao, cầu thang nó cao, anh đi nó lâu nó chậm một chút xíu, lên tới nơi súc mỡ, lời hai cái lỗ tai ốm xanh xương nữa, không thấy sao không thương anh hết trơn trọi mà hai đứa em ra nói xấu nói quá trời nói không ngừng nghỉ. Anh ổn không? Không, bây giờ anh vẫn còn có thể anh nói đây suốt chương trình không cần ai hết. Anh thương em Như.
Anh không biết là tại sao em có thể sống chung với một người đàn ông. Hả? Ủa anh ơi, đó là trời sinh một cặp tụi tôi dành cho nhau, anh đi đi. Em mới là người đi đi, bây giờ anh nghĩ là anh không cần biết cho em ơi, nữa nha. Lật mặt hả Như? Đứa con vô thừa nhận. Chứ giờ chưa có một cái người nào chửi em đúng không? Bây giờ hai người đàn ông chửi em nè. Mới giặt cái mặt em ra, em là cái người phụ nữ là hai mặt nghe chưa? Người ta có một đứa hai lưng, em hai mặt hai lòng. Có một người em sống như vậy, em sống như được ai? Hả? Em sống được với ai? Em nói đi. Tôi không cần ai, tôi ra ngoài này tôi dẫn một mình. Sao một chương trình không ai nhìn ai? Tôi không có đứng chung với mấy người. Tôi về vị trí của tôi. Tôi là giám khảo mà. Về đi. Ôi. Ai ở đâu có vị trí của người đó thì... Anh nghĩ anh phải hiểu, anh Thành anh xuống với em. Anh dạy em á, phải nói như vậy. Thật sự anh biết không, em làm với anh dạy em cái gì em nhớ hết. Em đâu có dạy anh Nghĩa, anh phải tin hả? Em chứ. Em yên tâm đi, anh làm chương trình với Harry Won cũng nhiều lắm nha. Dạ anh hại bả cho em. Ok yeah. Như ơi Như. Dạ. Khẩu nghiệp tụ dành môi đó em. Ăn nói cho cẩn thận đi em. Bây giờ đề nghị giám khảo Trấn Thành ngồi đúng vị trí của mình đi. Dạ. Và chúng ta sẽ cùng chào đón ba giám khảo còn lại. Là những cái con người mà ít nói, những cái con người mà hiền lành, những cái con người lương thiện, những con người không bao giờ biết chặt chém MC, không bao giờ mà biết tranh giành thí sinh, không bao giờ mà biết nói xấu đồng nghiệp. Hãy cùng chào đón ba vị giám khảo của chương trình: ca sĩ Minh Tuyết, ca sĩ Cẩm Ly và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cái đội hình ba người này ổn ha. Một cái sự uy tín đỉnh đạt. Khi cả thế giới đang bận cãi vã với nhau thì một người sống nội tâm như tôi được vinh dự đưa rước hai người đẹp rất là điềm đạm. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Cảm ơn anh Đại Nghĩa, cảm ơn Khả Như. Đâu phải chỉ có MC bị từ chối không đâu, giám khảo cũng có người bị xa lánh nữa kìa. Tôi mệt mỏi ở một bầu trời giả tạo. Mời ba nhân vật thánh thiện nhất showbiz trở về vị trí của mình. Nè, mệt quá à. Đi với tôi đi, bày đặt đi ra rong chi để anh ta dùi dập. Bây giờ anh em chúng ta hợp tác lại nhau vui vẻ được chưa? Rồi anh, em cũng muốn là cơm áo gạo tiền đó mà. Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp. Anh là một người đàn ông tốt bụng nhất mà em đã từng biết. Trời, em còn làm MC duyên dáng nhất anh từng làm việc chung. Anh là một MC tốt bụng nhất. Nó nghe nè, hai người nói không sợ trào ngược dạ dày hả? Và thưa tất cả quý vị khán giả, và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với bốn thí sinh của chương trình hôm nay. Họ sẽ mang đến hình ảnh của ca sĩ thần tượng nào, chúng ta sẽ gặp ngay bây giờ nha. Vòng thi lộ diện bắt đầu. Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay.
trái tim bên lề rất đau. Vì Việt Nam chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã trao em rồi. Nếu không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xa xa mình tôi, anh ơi tình xin. Anh như áng mây trên trời và hoài xa rồi. Cho dù tôi đã cố níu giữ lấy tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần gì gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng. Giấc ngâm vừa chưa? Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Vì em đã trốn yêu anh mãi vô tình, không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Lòng trái tim bên lề rất đau, vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu. Chị Minh Tuyết, chị ngồi chị cứ cười mà chị cứ lắc. Chị sao? Chị sao vậy chị Tuyết? Chị nhột. Chị nhột hả? Chị ngộ lắm, mỗi lần mà chị nghe ai hát bài của chị hoặc là hát giống chị, hoặc là chị vô nhà hàng mà ai mở cái bài của chị lại mắc cỡ, không biết tại sao nữa. Đúng, nghe nó cứ nhột nhột thế nào nhột. Trấn Thành cứ vào đó, một là cánh hồng phai, hai là nghe bài Anh Cứ Đi của bà Harry Won. Trời ơi, nổi da gà. Nhưng mà bây giờ thì các vị giám khảo đưa ra một cái lời kết luận đi ạ. Hỏi mấy người sống nội tâm đó. Đúng rồi. Ai vậy? Đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cho em ngồi kế Nam với đó. Đây, đây. Ta gặp nhau làm chi đó. Đó, thấy chưa? Sau chương trình này cảm ơn Sen Vàng. Tôi thấy hết tất cả những gương mặt trong showbiz. Người đã từng mời tôi ăn bít tết, đẩy tôi vô một tiệm chè ăn cho mập thay 7-8 ly. Bây giờ bỏ rơi tôi, chỉ có Cẩm Ly là ở bên Trấn Thành. Nói nghe nè. À, mình của bạn, nhưng mà mình không biết là cái lời nói đó nó có thật lòng không. Thật lòng. Trong cuộc sống của Trấn Thành, một trong những người Trấn Thành yêu quý nhất đó là Cẩm Ly. À, mấy em ơi, đưa cho anh Thành với chị Ly hay ly cà phê đi. Thành ơi, nhưng mà anh vẫn xác nhận là anh em mình sẽ sống hòa thuận. Em vẫn yêu anh. Trời đất ơi. Ủa, em cảm thấy cái hiệu bánh tráng hồi nãy mang tên Khả Như dời về phía Trấn Thành với Hoàng Nhật Nam rồi đó. Không, anh mang bánh tráng mè. Vậy cho tôi biết được chưa? Giờ 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Bằng Kiều Minh Tuyết. Dạ, đó là câu trả lời chính xác. Vậy thì thôi, chị Tuyết thì bây giờ mời chứ nói về mình thì chắc em chị cũng ngại, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, mời cho chị của chị tăng. Tuyết nói đi. Chị của chị Tuyết, chị em mời. Chị Tuyết, chị Tư. Trước khi chị Tư phát biểu là mét một chút xíu. Cái biểu hiện của chị Tư lúc nhạc intro vào là Tư. Ủa sao anh sống nội tâm mà anh múa kỳ vậy? À, chào tất cả bốn bạn. Ly sẽ lý giải tại sao mà có những cái khoảnh khắc như thế. À, đôi khi chúng tôi làm những ca sĩ rất là lâu năm rồi. Hát thì nó cũng thường và nghe bạn bè hát cũng rất là nhiều. Nhưng mà bài hát dần dần qua thời gian nó sẽ có những bài mới. Nhưng mà tại sao khi chúng tôi nghe là những cái bài mà người ta gọi là những bài hit, nó làm như là một cái sự phấn khích nó quay trở lại. Bởi những cái bài hát như thế nó sống mãi với thời gian. Tự nhiên cái người mình nó phấn khởi. Và khi mà các bạn mà thể hiện đúng cái tiêu chí của chương trình, nó đem lại cho tôi một cái sự phấn khích. À trời ơi, cái bài này nghe là nó rất thích, mà của ca sĩ này, mà không ngờ cái bạn này hát quá tuyệt vời, giống bài này đã rất là hay. Và con Ly cũng hát hoài đó, vừa hát vừa nhảy. Cho nên khi nghe lại thích vô cùng luôn. Là con của Ly cũng hát nhạc của dì nữa đó hả? Trời ơi, nó hát mà nó nhảy luôn kìa, nó mê bài này lắm luôn. Giờ nói về các bạn thì khi mà nhìn qua cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo thì thật sự là cái vóc dáng, đặc biệt là cái phần tóc rất là giống. Khi cất tiếng hát lên thì đối với bản thân Ly thì cô áo đỏ,
đoạn chậm á, mình thấy rất là giống. Nhưng khi mà lên cái cao trào để mà qua cái tiết tấu khác mà hát cao á, thì ở bên đây lại ok hơn. Nhưng mà cái lực của bạn thì lại mạnh hơn bạn bên đây. Cái lực mà bùng cháy của Minh Tuyết khi hát những cái đoạn cao trào thì bạn Áo Đỏ có. Đó là mỗi người có một tí xíu ưu thế. Còn nói về hai bạn nam á, thì hai bạn không có cảm giác cái giọng của Bằng Kiều. Tại vì Bằng Kiều hát cái giọng, ta kêu giọng mái luôn đó. Cái thứ hai nữa, Bằng Kiều hát là nốt nào bắn thẳng vào nốt đó, nó rất là sắc và nó chắc. Trong khi mình thì mình lại nhẹ nhàng mềm mại quá. Cái đó là cái cảm nhận của Ly trong cái vòng đầu tiên này. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn phần chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly, đạo diễn Hoài Nhật Nam. Tôi có một đề nghị được hay không? Bây giờ có thể Minh Tuyết có thể hát yeah. Bài này được không? Đó là cái điều mà đại nghĩa cũng đang mong muốn và chuẩn bị nói ra đó. Thật sự là rất là thích giọng hát của Minh Tuyết. Thành ơi, chắc là Thành phụ anh Diều chị Tuyết lên đi Thành. Thiệt không? Minh Tuyết, Minh Tuyết, Minh Tuyết. Lên luôn. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình thôi anh ơi, tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài dài rồi. Cho dù tôi đã khôn yêu kéo giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Thêm bao tranh án cuộc tình nguyệt ngùng đầu môi, cứ dán mắt trên môi rồi thêm nhạt thiên cô ơi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Mình Tuyết, 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 Mình Tuyết. Lời nói đầu môi anh ơi chốt lưỡi đầu môi, vậy xa đành tôi, sao anh gian dối người ơi? Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh tôi không yêu? Vì sao dù biết bao yêu xưa nay vẫn có hợp ta, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mùa xuân ngoài hiên, nghe tình tôi lao dao chỉ mình một ngày kỳ. Anh có quay về? Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi anh ơi, tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu kéo giữa tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình nguyện ngừng đầu môi, mưa giăng mang trên môi sầu thêm nhà đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi anh ơi, tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa rồi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh còn chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình nguyện ngùng đầu môi, mưa giăng mang trên môi sầu thêm đến côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Wow. Anh Nam hát với em quá. Minh Tuyết, Minh Tuyết, Minh Tuyết. Một cái sự ngẫu hứng quá tuyệt vời thưa quý vị. Phải nói là cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lời của một anh người rất nội tâm. Anh biết em, anh biết em bôn ba mười mấy hai Thành mấy ơi, đừng tiếng nhìn rồi. Anh với ánh mắt đó Thành ơi. Không, trời em nhìn ơi. Anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Và cảm ơn. Nhờ anh có lời đề nghị này sân khấu mới quậy lên như vậy. Hai em thí sinh này nè. May mắn. May mắn quá, có cái bản gốc đi nhìn liền. Các bạn đã được chị Minh Tuyết thị phạm tại chỗ luôn. Hay quá. Một lần nữa cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Quá dữ luôn. Khi nhạc vô rồi khán giả vỗ tay một cái là bất chấp hát như chưa bao giờ được hát. Minh Tuyết phải bay từ Hóc Môn về tới Thành phố Hồ Chí Minh để về quay đó. Từ Hóc Môn về tới đây là cũng bị đó. Ngược múi giờ đó nha Thành. Trời ơi, ngược múi giờ hát không có nổi đó. Mà bà lên Tuyết cũng có hát. Tuyết vỗ tay cái bằng. Bởi vậy hát lệch múi giờ luôn. Mà lâu lắm em mới thấy chị Cẩm Ly mà chị nhảy nhiệt tình như vậy luôn á. Đúng không mọi người? Đúng rồi.
Ủa em thấy anh Nghĩa nhún dữ lắm đó anh Nghĩa. Tại em mê chị Tuyết. Thì đó. Nào giờ thực ra coi qua màn hình thôi chứ chưa bao giờ mà được đứng cùng sân khấu với Minh Tuyết mà nghe Minh Tuyết hát kế bên lỗ tai mình như vậy. Thì luôn cả đời em không bao giờ em mơ được cái giấc mơ mà em được làm vũ đoàn bên cạnh chị Tuyết. Em nhảy quá trời luôn. Hồi nãy phải chi mà Minh Tuyết hát bài đó xong chị Tư tiếp nối luôn cà phê miệt trường là hết sảy. Dạ một lần nữa cảm ơn các vị giám khảo, đặc biệt là cảm ơn chị Minh Tuyết rất nhiều. À bây giờ trước khi nghe các vị giám khảo nhận xét tiếp thì chúng ta sẽ cùng làm quen với các bạn ấy nhé. Em tên là Thân Đức Tài. Em sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam và hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng ạ. Cảm ơn em. Cô gái thứ hai xinh đẹp. Em tên là Châu Thanh Mộng. Hiện tại thì em đang làm diễn viên tự do. Là diễn viên mà hát hú hồn vậy đó quý vị. Tiếp theo cô gái ở vị trí số 3. Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Linh, sinh ra ở Sóc Trăng và hiện em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo. Xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Linh, em sinh ra tại thành phố Hưng Yên và hiện nay đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Bây giờ mình trở lại một tí về hai anh bằng kiều trước. Có thể là do cái bài này vì phải hát chung với bài Đã Không Yêu Thì Thôi nên mình không có thể phô trương hết cái nốt cao thì thành đời các bạn ở bài đơn ha. Các bạn hiện nay vẫn chưa có những xử lý của anh Kiều luôn. Anh Kiều anh hay hát kia mà. Một trái tim bé lê rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu. Mà cái giọng bắc của anh rất là đặc sệt. Anh Kiều phát âm giọng bắc rất là chuẩn và đậm nét. Còn hai bạn Minh Tuyết, thật ra cái hơi á thì bạn số 3 giống hơn, nhưng cái bạn này lại giống Minh Tuyết lúc trẻ hơn. Bạn thân ghê em. Giống anh... Minh Tuyết lúc tuổi teen hơn. À đó, lúc mà Thành là Thành. Bởi vì tại sao nãy Tuyết của anh Nam ngồi đó không có, Tuyết vẫn trẻ. Nhưng mà em giống Tuyết lúc mới vào nghề hơn. Và bạn này thần thái rất giống Tuyết. Cách hát, chỉ tay, rồi bấm quyệt cái bụng, đẩy mặt hơi, lúc nào siêu diễn nè. Cái gì? Mày muốn cái gì? Hả? Tao nói như vậy mày có nghe không? Hả? Mày muốn cái gì chứ hả? Đó là Minh Tuyết. Và bạn phải để ý thêm một điều nữa, bạn số 3, cái độ ngân rất là nhiều. Vậy thôi, nhiêu đó thôi. Ca sĩ Minh Tuyết, chị có đồng ý với những lời mà anh Trấn Thành chia sẻ không ạ? Chị hát với anh Bằng Kiều cũng hơn 15 năm. Thế nhưng mà chị không biết rằng là cái hình tượng anh Bằng Kiều hát xấu như anh Trấn Thành diễn tả như vậy. Hát cái gì mà như này em đã trâu. Cái gì mà xấu dữ vậy? Cái âm thanh của anh Bằng Kiều phát ra nó rất là sáng và nó ăn microphone kinh khủng. Còn riêng về hai cô Minh Tuyết trên kia, tự nói về mình thế đó, một người gì đâu. Nói sao, cái đặc trưng của Minh Tuyết mà Minh Tuyết thường thường ít khi nào mà để ý cái đặc trưng mình là cái gì lắm. Nhưng mà có lần anh nghe anh Hoài An nói Minh Tuyết có những cái luyến lấy riêng của Minh Tuyết, thì Tuyết mới biết tại sao các bạn mỗi lần bắt chước Minh Tuyết thì hay luyến lấy nhiều. Nhưng cái ưu điểm, nhưng nếu mà mình làm quá nó trở thành cái khuyết điểm. Để ý một chút xíu, tiết chế cái đó cho Minh Tuyết chút xíu. Cái thứ hai nữa là đúng là Thành nói là Tuyết có cái độ ngân đuôi. Và cái đó cũng là một cái đặc trưng của Minh Tuyết. Tuyết với chị Như Quỳnh hồi xưa cũng ra từ một cái lò của nhà văn hóa thiếu nhi. Thì có cái chất giọng giống, hơi giống giống nhau. Cái cách để mà các bạn nghiên cứu kỹ lại là khi các bạn để ý từng câu từng chữ của cái lời bài hát thì các bạn sẽ lấy được cái hồn của cái bài hát. Cái tiêu chí của Tuyết hát một bài hát á, nếu Tuyết không lấy ra được cái hồn của cái bài hát thì Tuyết sẽ không hát. Hy vọng rằng là vào vòng sau thì các bạn rút kinh nghiệm. Thank you. Dạ, cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Mời đại diện Hoàng Việt Nam chia sẻ. Không quyến rũ, không sexy thì không phải là Minh Tuyết. Dạ, em cảm ơn anh Nam. Thật sự thật sự là như vậy. Rất phụ nữ nghe nó không đã, rất là đàn bà, rất là quyến rũ. Theo cái một cái nghĩa rất là sang trọng ha. Đàn bà là từ đẹp nhất dành cho phụ nữ đó các bạn. Cái bộ trang phục của các em chọn tối hôm nay nó cũng tôn lên cái vóc dáng của các em. Và đặc biệt là anh muốn nhắc tới, tức là cái tóc là một cái vũ khí rất là lợi hại của chị Minh Tuyết. Có những cái đoạn mà vui lên thì chỉ có thể lắc nhẹ, hoặc là có những đoạn trữ tình chỉ hay vuốt tóc nhẹ như đó. Này nhưng mà rất lợi hại. Mái những... tóc đó là mất 3 tiếng đồng hồ để sắn, để quấn, để cuốn, để bung xỏa, rồi nhét. Các em có thể xem những cái video clip của chị Minh Tuyết á, các em nhìn thấy chị nhìn vào một cái đưa tay dường như nó hút mà nó gọi là nứt cái lens máy quay luôn á. Tức là vừa ánh mắt ha, vừa cái môi, rồi đặc biệt là cái mái tóc đó. Thì bạn số 2 là bạn Mộng thì anh nghĩ là em hôm nay em tạo hình khá là tốt. Tuy nhiên bạn Linh á thì em đang mặc một cái đầm lệch vai đúng không? Với chị Minh Tuyết thì chị sẽ không có xõa và che vậy, chị sẽ giật sang một bên để mà cái mái tóc bên này nó được bồng bềnh. Đó là cái phong cách chị Minh Tuyết. Thì rất là mong trong những cái tiết mục tiếp theo đây này thì các em hãy phát huy nha.
Chúc các em thành công. Trời ơi, chị chưa bao giờ mà nhiều cái lời khen mà nứt cả cái lỗ mũi. Bởi vậy em nói nãy em ngồi kế anh là một cái sự quyết định vô cùng sáng suốt. Trời ơi, cảm ơn các vị giám khảo. Tôi chân thật, không giống như những người kia tự khen nhau rồi tự nói lựa chọn nhau là chính xác. Trời ơi, cảm ơn các vị giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai, vòng thi biến hóa. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Nguyễn Hoàng Linh, năm nay mình 30 tuổi. Hiện mình đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh với mẹ mình. Ba mình thì mất từ năm mình học lớp 8 rồi. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Lúc còn nhỏ mẹ mình thì hay nghe những cô chú danh ca lớn tuổi. Còn mình thì mình lại rất là yêu thích chị Cẩm Ly, chị Minh Tuyết. Và nhất là giọng nhạc của chị Minh Tuyết mình rất là yêu thích. Chỉ cần gặp chị thôi là mình cảm thấy mình vui lắm rồi. Vòng thi này mình sẽ hóa thân thành chị với một ca khúc của nhạc sĩ Minh Vy, Người Thứ Ba. Vui nhiều lắm nhưng mà cũng hơi áp lực, bởi vì hình tượng của chị trong mắt của khán giả rất là xinh đẹp và giọng hát của chị rất là nội lực. Khi đến với cuộc thi ca sĩ thần tượng, điều mình mong muốn nhất là mình được thể hiện những ca khúc mà mình yêu thích chị từ ngày xưa đến giờ, và được chị ngồi bên dưới làm giám khảo và nhận xét. Đó là một điều thật sự là mình cảm thấy rất là may mắn. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn để mà được khán giả yêu thích và đón nhận hơn. Nơi chốn này tình nhẹ nhàng như áng mây, anh và em xem mãi như trời xanh. Vạn nụ cười anh với ai, bên giấc mơ gia đình vang tiếng cười. Rồi thật buồn em mới hay, anh cùng ai tay trong tay tình muốn ghi. Rằng ngày xưa không hề quên, không đắn đo một nụ cười. Em đâu vì yêu đôi mắt gây một cuộc tình. Thơ ngây hồn nhiên với ái ân ngày xưa, mới biết em là người thứ ba. Để rồi hôm nay em nhận ra, em đứng sau một cuộc tình. Anh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàng. Quên đi thật mau cô gái anh từng yêu, cô đơn con đường dài em bước. Em đâu vì yêu đôi mắt gây một cuộc tình. Thơ ngây hồn nhiên với ái ân ngày xưa, mới biết em là người thứ ba. Để rồi hôm nay em nhận ra, em đứng sau một cuộc tình. Anh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàng. Quên đi thật mong cô gái anh từng yêu, cô đơn con đường dài em bước. Không hề quên, không đắn đo một nụ cười. Em đâu vì yêu
thì chúng ta thấy Hoàng Linh đã làm đúng theo yêu cầu của đạo diễn Nhật Nam, để tóc qua một bên. Xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Cái bài này thì anh có nghe rồi, và những cái ca từ rồi cũng như cái giai điệu nó thật sự rất là dễ đi vào lòng người. Thì anh mong đợi cái phần này á, nó nhiều hơn so với những gì em thể hiện. Và đặc biệt là cái bài này về cái tâm trạng của một người hát á, rất là khắc khoải, rất là cô đơn. Nhưng mà anh thấy em không có thể hiện được cái tâm trạng của người phụ nữ trong bài hát này. Từng cái nhắm mắt, đưa tay hoặc là cúi đầu đó, thì anh rất mong là em sẽ nghiên cứu kỹ hơn để có cái phần trình diễn mình tốt hơn nữa. Em gái, anh hỏi em nè, khi Minh Tuyết bước ra sân khấu, cái điều gì đập vô mắt khán giả đầu tiên? Dạ, gợi cảm à. Chính xác. Hát là em phải tưởng tượng mình là một cô gái gợi cảm thì em mới đưa ra cái thần thái đó được. Hãy tin là mình đẹp thì khán giả sẽ thấy em đẹp. Bữa nay có bị mất sổ gạo gì không cưng? Sao bữa nay em có cái gì đó hơi lo lắng? Nói anh nghe coi. Dạ không ạ. Tại vì anh Thành thấy là em không giải phóng cơ thể. Đúng, em nó căng thẳng chứ. Dạ có chút xíu rồi. Đó, anh có cảm giác như một cái thế lực nào đó, giống như em đang hát mà dưới có người chủ nợ đang ngồi dòm. Em sợ cái gì anh không hiểu. Hy vọng là hôm nay ca xong không có bị nợ nần gì nghe. Cảm ơn Trấn Thành. Tự tin, cố lên nha bạn, mình sẽ thành công thôi. Xin mời chị Minh Tuyết. Chị nghĩ là như vậy, em thoải mái chút xíu, chị thấy em căng thẳng quá. Thoải mái chút xíu sẽ đỡ hơn vào vòng trong, chứ bây giờ chị nói nữa là càng nói là càng căng thẳng hơn. Thì cho nên là như vậy đủ rồi. Cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn chị. Anh Thành đã nói là hãy tự tin mình đẹp là khán giả sẽ thấy mình đẹp sao. Trừ em đó Như. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ được lắng nghe một ca khúc rất được yêu thích của nhạc sĩ Lam Phương. Và ca khúc này cũng được trình diễn rất thành công qua giọng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả của ca sĩ Thần Tượng. Mình là Nguyễn Ngọc Linh. Năm nay mình 34 tuổi và mình đến từ thành phố Hưng Yên. Hiện tại mình đang là diễn viên ca sĩ của nhà hát ca múa nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Công việc đặc thù của mình chủ yếu là đi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ khắp tất cả các nơi trên cả nước. Mình cũng đã công tác được hơn 10 năm rồi. Lúc nhỏ nghe chương trình Làn Sóng Xanh rất nhiều và đã thích anh Bằng Kiều. Những cái khó khăn của mình khi tham gia cuộc thi này thì cũng rất nhiều. Mình là một nghệ sĩ chuyên hát những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Phải hóa thân thành một ca sĩ mà chuyên hát những dòng ballad rất là nhẹ nhàng và giọng hát rất là hay, vô cùng khó. Nhưng mà qua chương trình này mình cũng mong muốn thử sức để xem mình có vượt qua được giới hạn của bản thân mình hay không. Sẽ cố gắng để mang đến cho khán giả những cái màn trình diễn mà tốt nhất có thể của bản thân mình. Gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Gầy theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai. Biển xanh vẫn xanh người đi sao đây, để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi, biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm rồi xa nhau ngàn trùng. Lệ này cho anh khi mộng ước không thành,
ngày buồn còn bao lâu cho muôn đời nuối tiếc, đêm vui cùng bên nhau, biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã trời, em mới bao giờ nhớ thương này nguôi, là hôm tiễn em về nơi cuối trời, em mới bao giờ nhớ thương nơi. Quý vị, đó là Ngọc Linh với ca khúc Phút Cuối. Bài này bây giờ hát đơn mình đúng tông đúng giọng, hát thoải mái hơn rồi phải không em? Đó, hy vọng rằng các vị giám khảo sẽ cảm thấy hài lòng. Vòng này là tốt hơn rất nhiều. Cách xử lý em có nghiên cứu, em làm đúng. Có một vài chỗ em làm thì nó tốt, nhưng mà giọng của anh Kiều nó bén lắm. Cái chữ đã hồi nãy em kéo cái câu đó, đúng là em cũng chiêu đãi mọi người thật sự. Nhưng mà phải chi lúc đó chị trông chờ em ngã cái dấu ngã một tí xíu nữa, còn của em nó chỉ có đã, nó mới dừng ngang ngang đấy thôi. Theo cái đà này vào vòng trong nữa, em miết cái giọng em ém nó lại thì nó sẽ bén được một tí xíu nữa, nó sẽ sắc hơn. Hy vọng rằng ở cái vòng hòa thanh sẽ thấy một sự tiến bộ vượt bậc hơn, giống thần tượng của mình nhiều hơn. Cảm ơn Ngọc Linh. Để tiếp lời chị Cẩm Ly thế này, giọng anh Kiều á, ngoài cái sự bay bổng mà cái nội lực nó kinh khủng lắm. Đúng rồi. Nãy Trấn Thành với chị cũng đều đồng ý là anh Kiều cái nhịp, cái phrasing của anh rất là hay. Phrasing là chia câu á. Ban nhạc đánh đều nhưng mà mình đừng có trì theo, phải dẫn ban nhạc theo mình. Cứ đợi đợi ban nhạc thì nó cứ lê thê. Các câu đó nó phải chính xác và phải gọn gàng. Đây nè, bạn hát giùm Thành câu: nếu ngày nào tình ta đã phai, không cần kéo dài chữ đã. Nếu ngày nào tình ta đã phai. Tiếp. Ngày vui của em cùng ai trên đời đó. Nếu bằng Kiều sẽ là: ngày vui của em cùng ai trên đời. Hiểu không? Đó là nhịp của bằng Kiều. Thấy không? Nếu ngày nào. Khẩu hình là khẩu hình bao quát để rộng, để gom chữ lại. Những người như anh bằng Kiều, bạn phải để ý, rất để ý cách phát âm. Xin cảm ơn các vị giám khảo và xin cảm ơn bạn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc Anh Muốn Em Sống Sao. Ủa, hơi lạ nha. Cái ca khúc này á, anh nhớ là hình như cái người hát là ca sĩ Bảo tiên. Anh đúng rồi, người hát đầu tiên là Bảo Anh. Nhưng mà sau đó chị Minh Tuyết của mình có thể hiện rất thành công ca khúc này. Và hôm nay thí sinh Thanh Mộng đã chọn ca khúc này để tái hiện ca sĩ Minh Tuyết. Xin chào mọi người, mình tên là Châu Thanh Mộng. Năm nay mình 24 tuổi. Hiện tại thì mình đang làm diễn viên tự do và mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một diễn viên tự do, cái công việc chính của mình đó chính là quay MV cho ca sĩ nè, hay là mình đi quảng cáo nè, rồi mình cũng có đi hát. Đi diễn á, thì mọi người cũng có hỏi mình là cái tên là Châu Thanh Mộng nghe nó hơi lạ lạ. Thì cái tên này là tên của ông nội đặt cho mình. Cái ý nghĩa của nó là một cái giấc mơ màu xanh. Nó rất là đơn giản, nó trong sáng. Cái tên của mình á, Thanh Mộng, thì mình thấy nó cũng 85% là nó giống như là con người của mình rồi. Mơ mộng một chút xíu.
Lúc mà em còn học lớp 8 thôi. Khi đó là những cái băng đĩa mà bán ra rất là nhiều. Và chị gái của em là người mua băng đĩa về nghe rất là nhiều á. Rất là thích những cái bài hát của chị Minh Tuyết nè, chị Cẩm Ly nữa. Cảm thấy ở chị Tuyết nó có một cái sự nóng bỏng nè. Nói chung là cuốn hút người xem. Mà bây giờ em vẫn còn không thể nào mà rời mắt khỏi những cái bài hát của chị ấy. Thần tượng, cực kỳ thần tượng chị Tuyết. Cho nên là đó là lý do động lực lớn nhất đến với lại chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Bây giờ thì mình chuẩn bị ra sân khấu. Vừa cảm thấy hồi hộp nè, vừa lo lắng nhưng mà cũng rất là nôn nao được đi ra ngoài, được thể hiện mình trên sân khấu để xem là mình sẽ hát như thế nào, có giống hay không, để tạo cho chị Minh Tuyết một sự bất ngờ nữa. Các vị giám khảo khi Thanh Mộng vừa mới cất lên những câu hát đầu tiên. Ai à, không biết rằng các vị giám khảo của chúng ta thấy thế nào? Tại sao lúc mà em vừa mới hát lên tất cả mọi người đều ồ à hết? Mà đoạn đầu em hát vô phải công nhận là chị nói là Tuyết ơi giống cực kỳ. Những cái đoạn thấp em rất giống chị Tuyết. Nhưng khi mà lên những cái đoạn cao là cái giọng của em nó quá bén. Mà thường thường chị Tuyết đã vẫn có cái âm khàn, âm xè xè trong đó. Cứ bị thiếu tí xíu chứ nó phải chi em hoàn hảo luôn là tuyệt vời trong bài này. Đoạn đầu em hát quá hay. Đúng là nhìn phong cách bốc dáng á, rồi em diễn này kia đó, thì nó cũng tí xíu thôi. Chưa đâu, mới 5 Tuyết thôi chứ chưa được 10 Tuyết. Em nên nhớ khi Tuyết đứng trên sân khấu mà lúc mà nhạc dạo không bao giờ đứng im nha. Chị ấy có cái kiểu mà mong nhẹ lượng, ok, nó nhẹ nhẹ theo cái nhạc thôi. Với lại có một vài chỗ nha, luyến nhiều quá cái đuôi chứ em rồi chị Tuyết không có làm như vậy. Vì em có được nhiều thứ lắm, cái vóc dáng của em chị rất là thích. Tiết chế lại tí xíu, đừng có bị bén quá. Chúc mừng tiết mục của em. Em phải để ý đoạn nào là nên luyến và không nên luyến. Nhưng có cái ưu điểm của em là như thế này, em phân câu rất giống cách phân câu của mình Tuyết. Cái đó là phải khen em. Và em vẫn thiếu đồ rung ở cuối câu. Anh chị đến bên em lúc buồn coi.
Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Đó. Bây giờ em bớt đãi chữ giùm chị. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, về những ngày vui anh về nơi đâu? Nó luyến nhỏ thôi. Thẳng chữ thì nó ra sẽ đỡ hơn. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Em nhớ đây nè, chút xíu thôi thì em sẽ giống chị nhiều hơn. Thì cái giọng của em á, nó sáng thôi. Luyến nhanh á. Luyến nhanh thôi, đúng rồi. Luyến ít thôi. Luyến nhanh và luyến ít. Và đặc biệt thì là chị thấy em quá xinh đẹp hơn chị nhiều. Cái điều đó là em phải tự tin ở bản thân em. Chị sẽ nói rõ hơn để phần sau em có thể biểu hiện nhiều hơn. Mỗi lần mà chị bước ra thì chị bước theo nhạc, chị không bao giờ chị đứng yên hết. Có thể là khi gian tấu lúc nào chị cũng quay lưng đi ra đằng sau lưng, rồi xong rồi chị bước ra trở lại, rồi chị diễn, rồi chị đưa tay như vậy, chị đưa lên, chị đưa xuống, cái ánh mắt, mấy cái này là những cái riêng của chị. Thì nếu em nghiên cứu thêm vậy những cái đó nữa thì nó sẽ cộng điểm cho em rất là nhiều. Tụi em bị một cái bệnh chung, tụi em bị động trên sân khấu. Tại sao mình không đi? Cái đoạn gian tấu là một cái đoạn nhạc trống. Nếu mình đứng đơ một chỗ, mình diễn được bằng hình thể, ánh mắt này kia thì được. Còn không có, mình một cái ăn gian sẽ đi theo cái bài hát thì càng tốt. Em có thể đi một cái vòng tròn, hoặc em đi xuống rồi em sẽ quanh lên, hoặc em đi ngang gì đó chị không biết. Nó đại loại là cái đó là một cách mình ăn gian để mình không bị động trên sân khấu, lúc đó mình bị đơ. Ví dụ cái áo em mà đi không được một cái đoạn nhạc đó, mình có thể tay chân thoải mái, tụi em phải dạ em nên nhớ. Cái người mà ca sĩ mà hát nhạc tình, cái quan trọng nhất là ánh mắt. Ánh mắt mình. Đúng rồi. Cái ánh mắt của em nói lên tất cả. Và khi cái ánh mắt của em nó thể hiện được cái hồn, khán giả người ta theo dõi mình từ cái động tác, cái ánh mắt nó mới quyện chung với cái lời ca của mình, thì cái hiệu ứng nó sẽ mạnh hơn rất rất là nhiều. Không phải chỉ riêng trong chương trình này khi em hóa thân thành chị Minh đúng Tuyết rồi. Không thôi mà đúng nếu rồi. Như em bước ra ngoài em làm công việc của một người ca sĩ thì tất cả những cái điều này sẽ là những cái điều bổ sung cho cái hành trang nghề nghiệp của em. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn Thanh Mộng. Thưa quý vị khán giả, và ngay sau đây chúng ta sẽ lắng nghe một trong những ca khúc vượt thời gian của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Dấu Tình Sâu. Ca khúc này đã được trình diễn rất nhiều với nhiều tiếng hát khác nhau. Một trong những ca sĩ thành công đó chính là ca sĩ Bằng Kiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ xem một phần hóa thân thành ca sĩ Bằng Kiều trên sân khấu với thí sinh Đức Tài. Âm thầm
hàn cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu phao lãng quên. Hàn cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu lãng quên. Chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Đức Tài và giám khảo Trấn Thành. Thế này là Tài ơi. Chưa giống lắm. Những cái bỏ nhỏ, những cái hát mà anh Kiều anh hay có cái sự bấu, anh níu cái chữ lại lâu hơn để rồi thả cái chữ đó ra, để làm được như ảnh thì mới là ảnh. Ở cái đoạn trên cao thì em làm tốt, em hơi thiệt thòi. Anh biết là tại vì em hóa thân lại một cái người mà không có nhiều tật. Tật không phải là cái tật xấu em nhé, tật chỉ là những cái thói quen khi người ta trình diễn thôi. Nhưng mà anh Bằng Kiều thì ảnh không có những cái biểu hiện nào gọi là đặc biệt, chỉ có đặc biệt ở giọng hát thôi. Anh tự ra là anh nghĩ em phải nghiên cứu kỹ hơn. Cảm ơn Trấn Thành. Cảm ơn Đức Tài. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến vòng thi Hòa Thành. Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em, vì sao em nỡ cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình tự như đã nhòa, nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi, mong em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say. Hãy nói là cuộc đời này anh vẫn luôn cần em. Dẫu biết phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em, vì sao em đã cất bước xa đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình tựa như đã nhòa, nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi, mong em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây, rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say. Hãy nói là cuộc đời này anh vẫn luôn cần em. Dẫu biết tình ta đã không thay, rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn
Quá hay, quá giống không quý vị? Có thể nói đây là một trong những ca khúc đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của hai người tình trên sân khấu, đó là ca sĩ Bằng Kiều và ca sĩ Minh Tuyết. Và sau thành công của ca khúc này thì hai ca sĩ Bằng Kiều và Minh Tuyết đã kết hợp với nhau với rất nhiều những bài hát sau đó nữa và được nhiều khán giả yêu mến. Có phải không chị Tuyết? Đúng rồi. Dạ, vậy thì hôm nay khi chị nghe hai bạn ấy hát lại ca khúc này của mình, cái cảm xúc của chị bây giờ ra sao ạ? Trước tiên thì chị khen bạn trai Ngọc Linh. Ngọc Linh á, là tại vì khi anh Kiều hát với chị thì chị không có nghĩ ra nó cái bài này, cái giọng ca con trai nó bị cao dữ vậy. Có nghĩa là mỗi lần mà chọn bài song ca đó, tụi chị lại không chọn bài song ca mà tụi chị chọn bài đơn ca để hát. Như vậy thì cái giọng anh Kiều sẽ được phơi bày nhiều hơn và nó sẽ hay hơn. Thì cái tông nó rất là cao, mà chị rất là khen em là hôm nay em hát được cái tông anh Bằng Kiều thì không có mấy ai làm được điều đó. Còn cái cảm xúc của chị nói sao ta? Chị thấy em với lại Hoàng Linh hát đó, diễn với nhau rất là tình, thì chị cảm thấy chị bức xúc vô cùng. Là bởi vì khi anh Bằng Kiều á, anh có một cái đặc trưng mà Trấn Thành không biết, là khi anh đứng trên sân khấu anh không nhìn chị, mà anh cầm microphone anh nhìn mấy cô ở dưới không à. Đó, cho nên chị rất là bức ơi. Xúc đó. Anh Kiều sao anh kỳ vậy, sao anh có thể thờ đó. Ơi như một nhan sắc cái bên được. Nhiều khi cái gì mà nó gần quá quen người ta lại không có thấy trọng đó em. Mà nhớ lại anh Bằng Kiều đối với chị thật là đau lòng em ạ. Alo, anh Kiều hả? Sao anh không dòm người ta? Hả? Cái gì? Anh mất sống rồi hả? Từ chối trả lời luôn. Vâng, rồi để nói lại cái tiết mục vừa qua thì Tức ngồi Tức nghiên cứu, Tức nghĩ ra được như vậy nè. Cái chữ cuối cùng á, bạn đẩy cái câu nó ra, rồi mình hãy ngưng, chứ đừng nó ngưng ở bên trong. Chứ anh đợi em rồi anh mới ngưng ra, chứ không có là không có ngưng ở trong. Cái ngưng liền đó là của cái Tuyết. Cái ngưng liền ở bên trong á là của Tuyết. Thì có thể cái đó nó sẽ giúp bạn giống anh Kiều nhiều hơn một tí. Cảm ơn chị. Bạn gái thì Tuyết nghĩ là cái người mà sẽ nhận xét chính xác nhất đó là chị Cẩm Ly. Mời Thánh soi. Cảm ơn. Chị nghĩ một phần em cũng hơi bị gò bó trong những cái đầm của mình, cảm thấy không thoải mái, cho nên cái hình thể của em nó không giải phóng được. Thì nó liên quan đến cái giọng hát của em luôn. Tại vì em hát trước đi một câu đi chị, sẽ bài nói nhạc lấy giùm cái kia. Hãy nói rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi. Hãy nói rằng cuộc tình mình giờ như ánh trăng dần trôi. Ok, được rồi, Tiết hát lại câu đó. Hãy nói là cuộc đời này ta ti ra đi ta ti ra đi da ra 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 đi ta đi da. Em không có đẩy nó ra không, em nó đẩy là một phần đi. Một phần chữ em không có đẩy lực, em gom cái chữ em túm tím nó lại như thế này, còn Tuyết là hát sẽ rõ. Hãy nói rằng cuộc đời này anh chỉ muốn là, tức là nó phát âm ra từng chữ nó sẽ rõ ràng. Còn bây giờ nói về Ngọc Linh, hồi nãy chị hơi phấn khích tí xíu. Rõ ràng ở cái vòng 2 là tiến bộ. Chị bảo em là em sẽ gom chữ và em miết lại. Qua tới cái vòng 3 này khác hẳn. Phấn khích gì cái sự mà em thay đổi liền. Trong tích tắc mình thấy có cái sự khác và tiến bộ là cảm thấy vui rồi. Em làm được, cái trong cái tập này em làm được. Tuy rằng nó không hoàn hảo hết. Nếu em đi được vào vòng trong thì chị nghĩ là với cái đà này, cứ mỗi này mình một tí xíu là vào trong nữa là em sẽ càng giống anh Kiều nhiều. Cảm ơn Linh. Về phần diễn chắc là cho anh có góp ý một chút xíu nữa thôi. Hai em có sự tính toán với nhau về mặt bố cục ban đầu đúng không? Tuy nhiên mình đã có cái ý tưởng rồi thì mình phải biểu đạt được cho nó tới. Tức là dù hai người ban đầu đứng nhưng mà anh thấy không có chạm vào nhau luôn á. Cái đoạn mà cầm tay nhau rồi bắt đầu chia tay nhau á, thì đi là hai đứa đi thẳng luôn. Thì nếu như là chị Tuyết á, thì chị sẽ còn nhìn lại một cái ánh mắt gì đó. Cái sự liên tiếp phải không? Đúng rồi. Còn em là đi thôi, coi là nhìn hẳn bên này. Nó làm đánh mất cái cảm xúc của cái người đang theo dõi lúc đó. Em nhớ là anh Trấn Thành đã từng nói là chị Minh Tuyết là cả một trời diễn xuất trên siêu sân khấu. Diễn. Đó. Cái nội tâm bên trong cổ nhiều lắm. Khi cổ hát cổ tưởng tượng, chứ tưởng tượng ra phía trước chị có rất là nhiều cái điều. Thì em cũng mới biết tưởng tượng ra vậy. Không tưởng tượng ra không diễn được. Cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn chị. Và ngay sau đây là bài hát Yêu Thương Mong Manh của nhạc sĩ Đức Trí. Bài hát do hai thí sinh Đức Tài và Thanh Mộng thể hiện.
trao nhau nhiều hơn đã hứa. Mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những án mây trôi về đâu. Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em là vẫn khát khao được yêu mãi thế. Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn anh lần nữa. Hứa một lời sẽ mãi bên nhau. Và em sẽ nhìn anh và em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào vẫn khát khao được yêu mãi thế. Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ xa xa. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay. Hãy yêu nhau để có chưa. Em mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Về phần diễn thì anh có lời khen Thanh Mộng á. Em có đặt để cảm xúc của mình vào trong cái bài này. Từng cái đi đứng hoặc là em nhìn cái người bạn của mình á, em cũng thể hiện được cái tâm trạng đó. Khen em một lần nữa là em là cái tên Thanh Mộng. Một cái giấc mơ đẹp, một giấc mơ màu xanh giống như là cái chiếc áo em mặc hôm nay á. Không biết vô tình hay hữu ý mà rất giống với chiếc áo màu xanh của chị Minh Tuyết cũng mặc luôn. Thì anh cũng mong là với ngoại hình nè, với chất giọng mình đã có, thì mình đào sâu và tìm tòi hơn, thì anh nghĩ rằng là em sẽ thành công hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Nói thật với các bạn như thế này, riêng bé gái Thanh Mộng đó, em vẫn bị đại chữ nhiều quá. Một cái gì đó mà nó lố hơn cái hay một tí, gọi là sến. Bây giờ thí dụ nhiêu đó là hay, chứ mình ráng mình bẻ, mình cong, mình uốn lượn, mình tô đậm nó thêm tí gọi là sến.
bộ đồ sang trọng như đó gọi là đẹp, cái ráng gắn thêm cái hộp, cái bông, cái chuỗi, cái lông vô, cái bắt đầu ra sến. Sến nó là một cái trạng thái là nó quá so với cái chuẩn. Thì hiện nay mình đang bị cái vấn đề sến ở đây đó. Có nghĩa là cái nốt của em bé nó nhiều tới mức độ mà nghe nó bị sướt mướt quá. Cái thứ hai là em bớt đi cái độ bén của Minh Tuyết rồi. Phát âm ra âm thanh phải nằm ngoài này cho nó cắt da cắt thịt, nghe nó mới đã. Anh nghĩ là bài này do cái tông á, đúng không? Tông này nó có giống tông của chị không vậy? Hay là thấp hơn vậy? Thấp hơn một tí. Thấp hơn phải không? Đó. Hèn chi chị nghĩ là như vậy. Cũng cái đấy. Tông bị thấp cho em gái. Bây giờ nói về ông Nam, thật sự ra giọng em không phải là một giọng hát dở, em hiểu nói không? Em cũng là người hát tốt, nhưng mà để hóa thân thành anh Bằng Kiều thì phải nghiên cứu thật kỹ nha em trai. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Tuyết không góp ý nữa mà Tuyết xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Phải yêu thích giọng hát của Bằng Kiều và Minh Tuyết thì hai bạn mới bắt chước. Và đó là một cái niềm vinh hạnh của Minh Tuyết. Cảm ơn hai bạn đã cho Minh Tuyết những tiết mục gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm giữa Minh Tuyết với Bằng Kiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chia sẻ của ca sĩ Minh Tuyết. Và bây giờ hai em chờ đợi kết quả nha. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ lại bốn thí sinh của đêm nay: Đức Tài, Thanh Mộng, Hoàng Linh và Ngọc Linh. Xin mời giám khảo Trấn Thành sẽ đại diện cho ban giám khảo đưa ra quyết định nha. Trước tiên cảm ơn các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Trước khi công bố, phải chia sẻ với các bạn, nhắc nhở các bạn khi đến với một chương trình nghiêm túc như là ca sĩ thường thường. Thật ra ban giám khảo chúng tôi ngồi đây quay một ngày cũng chỉ chờ đợi những cái nhân tài để mang đến cho chúng tôi những cái wow. Vì vậy cho nên Thành hy vọng rằng là một khi các bạn bước đến một cuộc thi nào đó, xác định rõ tiêu chí của cuộc thi là gì. Tất cả bốn bạn ở đây đều là những người hát không hề dở, thậm chí là hay. Nhưng vào cuộc thi phải giống ca sĩ thần tượng. Chúng tôi cũng sẽ lựa chọn vào trong vòng trong những nhân vật có khả năng đi tiếp, nhưng những nhân vật đó thực sự là chưa hoàn chỉnh. Các bạn cần phải luyện tập rất rất nhiều nữa. Nếu các bạn muốn có mặt trong vòng chung kết, các bạn muốn đi xa hơn, hãy cho chúng tôi thấy sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Xin chúc mừng hai bạn sẽ đi tiếp vào vòng trong. Trong đó có một Kiều, một Tuyết. Bằng Kiều chúng tôi sẽ chọn Ngọc Linh. Xin chúc mừng Ngọc Linh, sự lựa chọn đầu tiên của ban giám khảo. Còn hai bạn nữ còn lại, mỗi bạn Tuyết đều có một cái ưu và khuyết điểm. Như Hoàng Linh, bạn hát có phần dứt khoát hơn, nhưng mà những cái cao độ của bạn thì lại không có đủ bén. Còn Thanh Mộng, âm sắc bạn lại giống, nhưng bạn có khuyết điểm trong cách hát và cách xử lý nốt nhạc của mình. Cả hai bạn nếu được luyện tập chắc chắn sẽ hát giống chị Minh Tuyết nhiều hơn. Chúng tôi sẽ lựa chọn người có khả năng phát triển tốt hơn. Xin lựa chọn một cô gái mặt đầm, tóc dài, không lấp lánh toàn phần như Khả Như. Xin chúc mừng Thanh Mộng. Xin chúc mừng Thanh Mộng. Như vậy chúng ta biết rằng hai thí sinh Ngọc Linh và Thanh Mộng sẽ đi tiếp vào vòng trong của chương trình ca sĩ thần tượng. Cảm ơn tất cả các bạn đêm nay đã mang đến cho chúng tôi những bài hát thật là hay với hình ảnh của ca sĩ Minh Tuyết và Bằng Kiều. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.